Hồi ức lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Khi đi thực địa ở Sanda trở về, đến tiểu đoàn bộ, qua kho quân khí, thấy một căn chòi nho nhỏ xinh xinh, mái tranh xanh dờn, trải chuốt phẳng phiu. Thấy đẹp quá, tôi bước vào xem. Chợt hàng trăm con ruồi vù vù bay ra. Ba chiếc võng nhà binh được đặt ngay ngắn trong đó. Một cái vẫn còn nhỏ máu xuống nền đất. Đó là thân xác của anh Bùi Văn Tịch. Tôi chót uống một mũ cối nước bên suối giữa C8 và tiểu đoàn bộ. Sau này mới biết Đoàn Tuấn và Đức Thừa vừa khâm liệm tử thi. Ba ngày hôm sau, một chiếc xe GMC do anh Thức lái từ Kulen lên Chomseri đón các anh về nước. Mùi tử thi nồng nặc khắp tiểu đoàn. Ba cánh võng tử sĩ căng tròn như ba cái phi răng, mọng nước được treo ngang thùng xe dã chiến. Tôi thấy ông Phú mắt gườm gườm nhìn tay chính trị viên phó tiểu đoàn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn cúi gằm mặt chống tay bên thành giếng cạn, đang nghĩ lại những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho các anh. Nếu như không lôi kéo các anh tụt tạt ăn uống ở phung căm tin thì đâu xảy ra chuyện như này. Nếu như hắn không hèn nhát bỏ chạy mà ở lại với các anh chiến đấu thì đâu đến nỗi phải thương vong nặng nề. Giờ hắn đứng đây như kẻ chết rồi, mà cái chết vô giá trị của người sống như hắn không bao giờ giá trị bằng những cánh võng bất động kia. Con đường tôi đi lên Sanda phải qua hai con suối nhỏ nơi anh Tịch vấp mìn. Hoa địa lan vẫn nở vàng bên rìa suối, tổ ong mật vẫn còn lủng lẳng trên cành cao. Khánh Sách nhiều lần định giương súng bắn tổ ong để lấy mật, tôi can ngăn. Ở đây gần C8, ông Thịnh già cho lính rót vài quả cối vào đây thì chết cả lũ. Mùa mưa đã qua, lại tới mùa khô, C6 di chuyển lên Sanda thay cho C7. C5 đóng quân ngoài bìa rừng, gần nơi anh Tịch hy sinh. Ông Lực lên trung đoàn bộ, nhận chức tham mưu trưởng trung đoàn. Ông Phú Dâu làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8. Sự thay đổi này chúng tôi không hụt hẫng vì bạo lực lên E là điều tất nhiên. Chúng tôi rất tự hào vì đây là một người chỉ huy có uy phong và tài năng quân sự, xứng đáng là người sĩ quan ưu tú cho quân đội. Còn tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Phú cũng không kém gì ông Lực. Khi đi với hai ông, lính tráng yên tâm hẳn lên. Sự gan dạ của hai ông có thừa. Ông Lực thì thông minh, bình tĩnh, cương quyết và chín chắn. Ông Phú thì gan dạ, táo bạo, liều lĩnh và ngang tàn. Hai ông lại rất thân nhau, nhường nhau từng câu nói, trao đổi công việc như bàn chuyện gia đình, từ chiến đấu, hành quân cho đến phòng thủ đều trôi như nước chảy. Khi anh Hà Huy Lan chết, ông Phú trầm tính hẳn, ít nói cười hơn. Trong mắt ông luôn luôn có lửa, ông bắt đầu húi cua, ít cạo râu hơn. Giờ đây nhìn ông càng dữ tợn, không ai dám trêu đùa trước mặt ông. Sau khi ông Lực lên trung đoàn, thỉnh thoảng địch lại tập kích vào đơn vị, nên ông Phú rất tức, gọi ngay lão phung trưởng Tà Chiêu, người Hoa vào đơn vị, rành rọt từng câu bằng tiếng Lào. Ông nói trong kẽ rằng, nếu còn vụ tập kích nào vào đơn vị, tôi sẽ rót pháo đúng đỉnh đầu nhà ông. Tôi không nói chơi đâu. Tà Chiêu sợ mất mật, và từ đó đơn vị không còn bị tập kích nữa. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gửi lương thực, thực phẩm lên Sanda, gặp anh em C6 vui như Tết. Trần Hải, Khánh Sách béo trắng ra, mặt nhẵn lì phơn phợn. Dương Khỉ kéo tôi về hầm của hắn, dúi vào ba lô tôi một bọc vỏ ngũ gia bì cùng ít thịt voi khô, vừa cười vừa nói, gia bì đun nước uống ăn ngủ khỏe lắm, còn thịt voi Dũng 41 để lại tao không ăn hết, ở đây đủ thứ không thiếu gì, muốn ăn thịt khỉ thì đợi sáng mai tao gửi về. Mấy hôm nữa đại trưởng tổ chức đi săn đấy, săn được tao gửi sau. Dương nói một thôi một hồi, tôi thấy ngượng, đường đường là lính tiểu đoàn mà phải để một anh lính tiền đồn lo lắng. Tôi ra hộc nước đầu nguồn rửa mặt, nhìn trên vách đá có một khúc cây xăng lẻ to bằng thùng gánh nước, bịt kín hai đầu treo lủng lẳng. Tôi thấy lạ, Dương liền nói, ông đấy, Dũng 41 để lại cho tao, không biết có nuôi được không. Không thể tưởng tượng nổi những người lính của tôi sao lại thông minh đến vậy. Trên này vẫn có rau xanh,
những luống rau muống xanh mơn mởn. Có vài tháng thôi mà cuộc sống của lính như được hồi sinh. Dưới bếp anh nuôi có vài con gà chạy ra chạy vào nhặt cơm rơi vãi. Cuộc đời của lính được phút an bình như vậy thì còn gì bằng. Nó như một giấc mơ đẹp xen lẫn trong trăm ngàn cơn ác mộng nơi chiến trường. Dương Khỉ là một lính liều nhất trong đám lính Hà Nội bọn tôi. Khi muốn thì bất chấp tất cả. Có một đêm mùa khô sáng trăng, thèm thuốc không thể chịu nổi, hắn nhờ tân binh gác hộ, rồi lấy ba lô đi bộ từ Sanda xông thẳng về tiểu đoàn cách đó 14 km, chui vào nương thuốc lá, vặt trộm một ba lô thuốc lá, rồi lại một mạch về Sanda. Trời vừa rạng sáng, chúng tôi hãi hồn, một mình một chặng đường dài hun hút trong đêm, gặp hổ gặp địch thì thế nào, lại còn phải qua vọng gác của C5 rồi C8. Lính gác cho một loạt AK thì toi. Sợ nhất khu vực anh tịch vấp mìn, eo ơi, rùng rợn quá. Phải tôi thì các vàng cũng chẳng dám. Một tháng sau, tôi và Đức Cầm lên phối thuộc Sanda, thay thế cho Trần Hải và Khánh Sách về tiểu đoàn. Trinh sát đi phối thuộc thường hay chọn nhà các đồng hương để ở. Cầm về hậu cần sinh hoạt cùng y tá Lê Minh Đức và các anh nuôi. Tôi xách ba lô lên căn nhà hầm của Dương Khỉ. Căn hầm nhìn ra bãi đá tròn đầy nắng và gió. Nó là hình ảnh sâu đậm nhất đối với tôi. Tôi và Cầm tuy hai miền khác nhau nhưng lại rất thân. Cầm hay kể cho tôi nghe những câu chuyện thời học sinh. Ngôi trường cấp 3 Trần Cao Vân, thị xã Tam Kỳ luôn in đậm trong tâm trí Cầm. Cầm hay làm văn, những đề bài tập làm văn thời kỳ còn là học sinh, đó là phân tích văn, văn chứng minh, văn nghị luận, đưa cho tôi đọc rồi xin ý kiến. Thú thực hồi tôi học cấp 3, văn luôn dưới điểm trung bình, biết gì đâu mà nhận xét. Tôi thích nhất Cầm kể những câu chuyện bụi đời học sinh của Diên, anh như trưởng cũ. Tuổi 13, luật hẹp phố, vừa vui vừa dí dỏm. Ở ngoài Bắc đâu biết những cuốn tiểu thuyết này. Không những vậy, hắn còn tìm hiểu cả triết học Mác Lênin, biết đến cả 6 cặp phạm trù duy vật biện chứng. Tôi cứ ngớ người ra. Mình sống ngần ấy năm dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mà chẳng biết cái mô tê gì. Tôi và Cầm là trinh sát cứng của tiểu đoàn. Điều dễ hiểu là hay bị đẩy đi độc lập truy quét. Đi nhiều lần, nhiều ngày ở rừng, cắm cúi nghiên cứu bản đồ và địa hình, đâm thành quen và rất thuần thục. Một hôm dọc theo lạch nước, tôi phát hiện nơi này có cua đá. Con cua đá mình đỏ, càng tím, đẹp tuyệt vời. Cứ tưởng chỉ có ở vùng núi phía Bắc. Ở đây chúng nó nằm dưới lớp đá ẩm. Lật đá lên là có 2-3 con to hơn cua đồng. Chân cao nên chúng chạy rất nhanh. Hồi còn nhỏ sơ tán ở vùng núi Lạng Sơn, tôi đã từng thấy loại này. Khi mưa xuống, chúng bò ra đầy rừng. Có buổi bác tôi bắt được cả thùng gánh nước. Tôi lật đá bắt được 20 con, đem về nấu canh rau tàu bay. Mấy ông anh Hải Phòng nói rằng ăn nhiều loài này sẽ bị sốt rét. Thôi mặc kệ, mình đã mang vi trùng sốt rét rồi, có thêm một chút sốt cũng có sao. Khi canh cua vừa chín, múc ra ăn ngon tuyệt. Không có mì chính mà vẫn ngon, ngọt. Thọ Điên người Hải Phòng chê bai nhiều nhất mà vẫn vác bát ra xin. Rồi hỏi bắt ở đâu? Đời nào tôi nói, đó là bí mật của trinh sát. Cho biết là mấy tay bộ binh háu ăn, bắt hết ngay. Mỗi người có một cái tài lẻ. Học toác thì có tài bắt tắc kè. Một đêm phải bắt được 5-7 con. Tắc kè ở đây rất nhiều. Đêm đêm nằm nghe tắc kè kêu, nhẩm đếm tiếng chẵn lẻ. Chẵn nắng, lẻ mưa. Mùa khô thì lấy đâu mưa? Tên là học toác, nhưng không bao giờ ba toác vụ bắt tắc kè. Hắn đi bắt một mình. Tay cầm chiếc đèn pin, bọc giấy, đục một lỗ nhỏ, soi từng gốc cây. Những con tắc kè cứ đuổi theo bóng ánh sáng là lao vào túi vải của học. Bắt được nhiều tắc kè, học mổ thịt, căng ra, gửi về nước làm quà cho ba. Nó nói ba nó bị đau lưng, cần phải có rượu tắc kè để uống. Chiều tà, từng đàn trồn bay truyền từ cây này sang cây kia. Chúng giang đôi cánh ra, liệng xuống gốc cây, rồi thoát bỏ lên cao. Lại giang cánh, liệng xuống. Cứ vậy cho đến lúc trời tối hẳn. Một hôm, tôi bắt được con tắc kè bay. Đầu tiên, tôi tưởng con châu chấu đang bay. Nhưng sao lại to vậy? Tôi lao tới vồ, thấy mềm mềm trong tay, mở ra mới biết không phải là châu chấu mà là một con tắc kè. Cánh nó gầy như cái que, hoa văn xanh đỏ rất đẹp.
mang đi khoe với mọi người, ai cũng thấy lạ. Sau đó tôi cũng thả nó đi, dừng ở nơi đây kể sao cho hết những điều lạ. Ai đã từng đi lính sẽ biết được nhiều điều hay, thưởng thức được nhiều vật lạ, nếm trải được đủ vị mặt ngọt đắng cay. Từ khi lên Sanda, C6 giáo giết tuần phục khắp doanh trại. Khu vực Sanda lại nhiều muông thú nên có nhiều đội xạ thủ kiêm thợ săn đi khắp nơi, thậm chí cách xa đơn vị đến 10 cây số vẫn trở về không lạc lối. C6 trở thành nơi cung cấp thực phẩm tươi sống cho cả tiểu đoàn. Ở Sanda rất nhiều ngũ gia bì, không biết ai trong C6 nghĩ ra sáng kiến lấy vỏ ngũ gia bì phơi khô, nấu cao, đun nước. Ngũ gia bì trở thành thứ nước uống bổ dưỡng hàng ngày, thay thế cho dây hạt tủ ô. Từng gùi ngũ gia bì được gửi về làm quà cho dê bộ. Lính tráng uống vào ăn ngon ngủ kỹ, nhưng nhìn mặt thằng nào cũng ngu ngu, ngất ngất. Thịt thú liên tục được gửi từ địa đầu săn ca, chia đều cho các đơn vị. Có hôm C6 bắn được con bò tót rất lớn, chỉ riêng một cái đùi sau mà phải mất 4 lính hỏa lực khiêng khệ nệ. Thịt bò tót đỏ au, chúng tôi thái lát mỏng, tẩm ướp, đặt lên than hồng, mỡ nhỏ xuống xèo xèo, thơm thơm, ngậy ngậy. Anh nào cũng hếch mũi lên ngửi, muốn thử ngay một miếng dù nóng đến cỡ nào. Tôi tin chắc một điều, thịt bò tót là một món ăn rất ngon và rất nhớ trong đời. Ai đã ăn thì không thể nào quên. Thịt rất mềm, thớ mịn màng, mùi thơm phức, ngọt, mãi ở trong miệng. Nhớ một buổi chiều ở tiểu đoàn bộ, đột nhiên có lính C6 trở về, hai anh khiêng nửa con heo rừng, tiếp theo hai ca cáng thương, đằng sau thêm mấy lính dìu nhau, kêu rền khắp đơn vị. Hỏi ra thì mới biết, buổi sáng C6 tổ chức đi tuần, cách đơn vị đến chục cây số, gặp ngay đàn lợn rừng, chừng chục con đang đầm mình trong một cái hố nhỏ. Tất cả chĩa súng cùng bắn, đàn lợn chạy toán loạn, ba con lợn rừng bị bắn hạ, lính ta mừng rơn và tìm cách khiêng về. Số lượng người ít ỏi, sao khiêng nổi ba con, nhẹ cũng đến tạ rưỡi, bỏ lại thì rất tiếc. Cả toán thịt ngay một con, ăn vã tại trận, rồi tiếp tục khiêng về doanh trại. Đường xa trời nắng, lính ăn no, gặp nơi có nước, nộp lấy nốc để, bụng căng trướng, không chịu nổi, quăng nốt chiến lợi phẩm. Khi về đến C6 thì chỉ còn lại hai nửa của con lợn. Ông Phú nhìn đám lính rên la, lắc đầu ngán ngẩm. Tụi mày chỉ chết vì ăn thôi, giờ biết nói sao với trung đoàn. Rồi ông sai cụ Tố, y sĩ sơ cứu, còn những người bội thực nặng được đưa về trạm xá trung đoàn ngay trong đêm ấy. Đầu năm 1980, tiểu đoàn 8 tổ chức một cuộc truy quét về phía tây dãy Sanda. Đích thân tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Phú chỉ huy, gồm hai đại đội bộ binh, một khẩu đội DK, thông tin, trinh sát, vận tải đều tham gia. Khu vực tây Sanda rất gần An Long Veng. Lúc này tàn quân Khmer Đỏ từng nhóm nhỏ đi qua các đường mòn không được kiểm soát, từ Siem Diệp vượt sang biên giới Thái Lan để lập căn cứ kháng chiến mới chống lại quân đội Việt Nam. Những đường mòn nhằng nhịt đi khắp rừng, chủ yếu hướng về biên giới Thái Lan, tổ chức phục kích mãi đến ngày thứ ba mới diệt được địch. Trận đó tôi cùng trung đội của C5 phục kích trên một bờ dốc có con đường mòn chạy qua. Chờ mãi, chuẩn bị lấy cơm ra ăn thì nghe thấy tiếng súng đi đùng cách đó 500 mét. Một lúc sau có tiếng nói cười xôn xao, chúng tôi hồi hộp nín thở. Một lát sau thấy một tên đội mũ lưỡi chai quấn khăn giàn đỏ đang vác một cái đùi nai. Hắn lên đến dốc đứng ngay cạnh quả mìn Claymore, phần trí nghển cổ hát vang lên một điệu dân ca Khmer. Lúc đó tôi và Toán suýt phì cười. Một lát sau thêm 5 tên nữa, chọn đúng cơ hội, bê trưởng Lưu Văn Vinh kích hoạt công tắc, một ánh chớp vàng như quạt phủ lên 6 thằng địch, tiếng nổ đinh tai. Chúng tôi đồng loạt nổ súng làm chủ trận địa, 5 tên chết tại chỗ, một tên may mắn chạy thoát. Chúng tôi thu hồi chiến lợi phẩm mang về đại bản doanh, báo cáo với thủ trưởng Phú. Cái đùi nai là chiến lợi phẩm riêng của trung đội. Tôi cũng có phần một bát thịt nai kho giềng do trung đội trưởng Vinh bí mật rúi cho. Diệt được vài tên địch, ông Phú không thỏa mãn lắm, nhưng cũng đành thu quân quay về phía nam Sanda. Đó là cánh đồng Bosamui màu mỡ. Tôi lại là người dẫn đầu đoàn quân.
Chỉ còn 3 km nữa là đến cánh đồng Bosamui. Nhìn thấy màu xanh nhạt trên tấm bản đồ không ảnh của Hoa Kỳ, mọi người đều nghĩ là rừng thưa, nhưng thực tế lại là cánh rừng lốp xốp, rừng hoàn toàn ngập nước vào mùa mưa. Bây giờ là mùa khô, cây thấp lòa xòa, ken kín lối đi. Cây to nhất cũng chỉ bằng bắp đùi. Nhiều cành trổ ngang rồi đan vắt sang cây khác, tạo thành một tấm lưới khổng lồ cản bước của chúng tôi. Đã vậy dưới chân khó phát hiện những đụn run khô cứng như bê tông được ngụy trang dưới lớp cỏ khô. Khi bước lên đó trượt chân ngã rúi rụi. Khổ nhất là mấy ông hỏa lực bị cành cây, dây leo như muốn níu kéo lại. Thằng Hồ Bi mồ hôi nhễ nhại giằng cái gùi B40 khỏi đám dây rừng, vừa mếu vừa chửi đồng. Thành Hấp chân ngắn bước hụt ngã bệt đít xuống đất, không dám kêu la. Sau lưng tôi là Phê Điếc, tay vác súng, tay cầm dao phát cảnh. Cái nòng AR-15 của nó chĩa thẳng vào gáy tôi. Đê mẹ, mày bỏ ngay súng xuống, cành gạt vào cò là tao xong phim đấy. Tao khóa an toàn rồi, hắn cười hành hạch. Tôi dừng chân, căn lại địa bàn hướng vào một gốc cây ở phía xa, đó là vật chủ để định hướng. Vừa gạt cành, vạch lá để quan sát đằng xa, không ngờ ngay trước mặt, một con rắn lớn đang ngóc đầu thủ thế. Chỉ cần thêm một bước nữa là mặt mình hứng trọn một vết nọc kịch độc. Thằng Phê cầm con dao khua khua trong không khí để đuổi con rắn. Tôi rất sợ rắn nên đứng chờ cho nó đi hẳn mới dám tiến bước. Đội hình gặp con suối cạn, theo bản đồ thì đây là gần Bosamui. Tôi quyết định đi hướng lòng suối. Suối mùa này không có nước, lòng suối chỉ có rau tàu bay và những cây lưỡng cư bám cạn nên rất dễ đi. Vừa rẽ qua khúc quanh, phát hiện ngay một con nai đen đang uống nước. Chỉ thấy cặp mông căng tròn, cách tôi khoảng 30 bước chân. Tôi quay đầu báo hiệu. Mọi người tưởng địch, tất cả nằm bẹp trong tư thế chiến đấu. Long Tẩn thông tin 2W bò lên. Là thông tin nhưng rất ham chiến đấu. Hắn rất thích đi đầu đội hình. Nhìn thấy con nai nặng gần cả tạ, bỏ thì phí. Hắn giục vội tôi bắn. Nhìn thấy ông Phú đằng xa cũng gật đầu ra hiệu. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi ngắm thẳng vào cặp mông đẫy đà của con nai rồi bóp cò. Hai tiếng nổ giòn tan, con nai mất dạng. Ông Phú đi lên mắng cho một trận te tua. Ông là chỉ huy, tất nhiên phải tỏ rõ tính kỷ luật nghiêm minh. Nhưng trong thâm tâm, chắc cũng thấy tiếc nguồn thực phẩm tươi giói bị tuột khỏi tầm tay. Chúng tôi lần theo vết máu, nhưng không thấy xác con nai. Ông Phú vừa vấn thuốc vừa lẩm bẩm. Bắn thú mà mày bắn vào đít nó thì chỉ có ăn cứt. Sao không chờ nó quay đầu? Là trinh sát, sao mà ngu vậy? Nó không chịu quay đầu, không bắn nhanh, nó chạy mất thủ trưởng ơi. Cánh đồng Bosamu hiện ra trước mắt chúng tôi. Một hệ thống đồng ruộng rộng lớn, kênh rạch chằng chịt nhưng không có nước. Chúng tôi đi trong khoảng không gian mênh mông, tĩnh lặng. Những bờ ruộng chia thửa vuông vức, những đầu kênh còn tàn tích của cửa ngăn bằng gỗ cũ kỹ. Xa xa có một con đập dự trữ, cánh cửa đập mọt rỗng, chạm trổ hoa văn cầu kỳ. Trong hồ ngăn, nước chỉ còn một nửa, đục ngầu. Được lệnh nghỉ chân, các đơn vị cho lính đi tuần, canh gác, các ngả. Một lát sau, lính C6 chạy về sở chỉ huy báo cáo, phát hiện con nai nằm chết ngay gần hồ. Thì ra sau khi tôi bắn bị thương, con nai mất máu bò về đây uống nước, rồi kiệt sức chết. Công do tôi bắn nai, nay nai tuột về tay bộ binh C6. Quyền chia phần tất nhiên do anh nuôi Sành Điếc. Hắn chia cho các bộ phận rất ít, còn đâu C6 hưởng cả. Bosamui có đến 3 cụm phum bản không người. Nhìn từ xa thấy thấp thoáng những rặng dừa, vườn xoài, vườn chuối, nhưng đi vào được giữa phum thật là khó khăn. Tôi cùng một trung đội áp sát vào cụm gần nhất, không dám đi theo đường mòn của phum. Những căn nhà chỉ còn trơ dui kèo, không mái. Tôi thấy điều lạ, nhà ở đây không phải nhà sàn, mà là nhà nện đất nện bằng phẳng, như nhà của người Việt. Những cây xoài quả lúc liều trên cây, quả rụng đầy ở dưới đất. Sơn Lọ bộ binh C5, người ở Phú Yên, định trèo lên hái vội tụt xuống ngay vì quá nhiều kiến vàng. Tôi chợt nhìn thấy ở phía vườn mía sau nhà. Vườn mía đã lâu không có người chăm sóc nên cây dại, dây leo quấn quanh, rồi cỏ tranh gai xấu hổ tạo thành một thứ vườn hỗn độn. Chúng tôi phải lách vào trong, có dao thì chặt, không dao thì nhổ cả gốc. Tôi ấn tượng nhất
khi phát hiện ra một ruộng rau muống. Nước vẫn sầm sấp, dân Khmer đâu có ăn rau muống, tại sao lại có? Phải chăng đây là chòm xóm của người Việt xưa? Tôi hái về một bó lớn, lại còn bắt được thêm một mũ ốc nhồi. Lính tráng càn quét khắp vùng, người hái đu đủ, dứa xanh, người nhổ xả, đào giềng, vặt ớt, gọi nhau ý ới khắp vùng. Về tới sở chỉ huy tiểu đoàn, lính tráng đã ùa nhau xuống hồ tắm mát. Mấy anh C8 lấy màn ra kéo cá. Cá nơi này chủ yếu là cá mương, nhỏ bằng ngón tay, may ra có vài con giếc. Nhưng thật là hồ hởi, khi cất lưới lên lại có 5-7 con nhảy lách tách. Ăn uống xong lại di hành về suối lớn, cách Phung Bù Ni khoảng 2 cây số, giáp danh vùng D7 đang hoạt động. Sáng sớm chúng tôi tiến quân vào Phung Bù Ni, một phung nhỏ nằm lẻ loi, cách biệt với các phung khác, nên hai tiểu đoàn ít tới. Vì D7 hoạt động ở phía dưới, D8 ở phía trên, nên phung này nằm ở giữa, gần như không được kiểm soát. Đoàn quân đi ngang qua một căn nhà rìa phung, đột nhiên có một bóng đen tháo chạy. Chúng tôi đuổi theo tìm cách bắt sống. Ông Phú cho bao vây căn nhà, bắt được một tên thấy bị thương nơi bả vai, một vết thương do mạnh. Có lẽ tên này chết hụt ở trận phục kích của C5. Trong nhà còn có cả mũ lưỡi chai và tịch thu được 2 khẩu AK, khẳng định đó là địch. Họp mặt dân bản không có ý kiến gì, chúng tôi lập sở chỉ huy ngay tại nhà. Qua mấy ngày không cạo râu, hôm nay tiểu đoàn trưởng trông càng dữ dằn hơn. Mái tóc húi cua cứng như rễ tre, cặp mắt ánh lên những tia máu dữ dội. Tên địch bị trói ngay gốc xoài, run lập cập. Ông Phú rút con dao nhọn chuôi đồng, to bản, được dập những hoa văn ngoằn ngoèo ma quái. Ông mài rất kỹ càng, nắn nót từng đường mài, miết tay thử độ sắc, rồi lại thử phạt mấy cây khoai nước. Cứ vậy lâu lắm không nói không rằng. Tiếng mài dao sồn sột, nghe rợn cả người. Nó như tiếng rên rỉ của tử thần, như những oan hồn đang reo vui, đòi mạng đổi mạng. Chúng tôi tạm biệt Phung Bù Ni, để lại khung cảnh bình yên cho người dân. Đoàn quân lại đi trong nắng mùa khô, tên địch bước thấp, bước cao theo chúng tôi. Chân đi mà hồn như đã mất, mong manh như một cái bóng, như sắp sửa tan giữa trong cõi trần. Chiến tranh là vậy, rủi may cũng chỉ trong gang tấc. Về đến nơi, đơn vị tôi không thấy tên tù binh, tự hỏi mình ai đã thả hắn, hay đã giao lên cấp trên, hay đang nhẹ nhàng bay bay nơi một vạt rừng nào đó. Về đến Phung Giềng, chúng tôi tổ chức đi truy quét, mục tiêu chủ yếu là dãy núi Đăng Rách dọc khu biên giới Thái Lan Campuchia. Dãy núi Đăng Rách kéo dài từ ngã ba biên giới Lào, Thái Lan, Campuchia đến tận phía tây chạm đầu tỉnh Siem Reap. Dãy núi như một thành lũy tự nhiên cho quân thủ. Điểm cao 547 nằm lấp ló trong khe của hai dông cao hơn. Vì lọt trong khe nên địa hình khó tiếp cận. Muốn vào đó phải qua hẻm núi. Hai bên sườn là vách đá dựng đứng. Đơn vị tôi đã nhiều lần tiến vào trong đều bị địch bám đánh. Có lần chúng đuổi theo với đội hình đông hơn. Lợi dụng địa hình quen thuộc, chúng nổ súng chặn đầu khóa đuôi. Phải mất một ngày chống trả quyết liệt mới thoát được ra ngoài. Điểm cao 547 giống như con mắt dõi theo từng bước hành quân của chúng tôi. Đứng trên núi có thể quan sát hết một vùng rộng lớn đến hàng chục cây số vuông. Hôm nay chúng tôi đi truy quét với đội hình tiểu đoàn thiếu gồm 2 trung đội C5 và 2 trung đội của C7 do tiểu đoàn phó Nguyễn Mạnh Hùng chỉ huy. Ông là một cán bộ mẫn cán được rèn giũa từ môi trường quản trị trưởng. Mọi hành động của ông đều dập theo mệnh lệnh. Ông không có khiếu ăn nói, trong khi phát biểu hay thêm chữ thì là, nên lính luôn đặt cho ông biệt hiệu là Hùng Thì Là. Lúc này ông mới được nhận chức tiểu đoàn phó D8. Đội hình phải đánh lạc hướng, tức là đi ngược về hướng tây An Long Veng khoảng 15 cây số, rồi đợi đến chiều thì quay ngoặt lại phía đông, áp sát dông 600 gần với cửa hẻm 547. Chiều nhá nhem tối, gặp một con đường mòn chạy ngoặt vào trong hẻm của điểm cao 547. Chúng tôi vượt đường, lần mò lên núi tìm chỗ ngủ. Dông 600 là núi đá xếp theo tầm vách dựng. Cứ lên đến một tầng lại phẳng phiu như sân thượng. Là rừng lá xanh nên cũng đảm bảo được bí mật. Không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác
như doanh trại địch ngay trên đỉnh đầu. Đang vạch lá bước lên một lèn đá, bỗng sau lưng tôi, một tiếng đề pa của đạn M79 nghe khô khốc, tiếng nổ hơi của đạn cối cá nhân nghe giận người. Chỉ còn cách ôm đầu chờ nó rút xuống, không thấy nổ mới hoàn hồn trở lại. Tôi quay đầu nghiến răng chửi mấy lính bộ binh: "Mẹ thằng nào cướp cò đấy, lộ hết cả rồi." Thằng Báu người Bình Định nháy mắt hất hàm về phía Toàn Béo: "Đồng hương ông chứ ai, đi nhanh khỏi chỗ này, không có nó dập chết bây giờ." Thì ra là thằng Toàn Béo, ông bạn đồng hương thân nhất của tôi, thân từ ngày huấn luyện đến nơi chiến trường, lại càng thêm yêu thương nhau. Ngăn cục tức trong cổ họng, lại phải cầm địa bàn đi trong đêm tối, đi mất 2 cây số nữa mới dám cho dừng quân để ăn cơm và mắc tăng võng ngủ qua đêm. Rừng tối đen như mực, gạo sấy trộn với muối hầm, ăn bã bượi, nhai nuốt trệu trạo. Một lát sau Toàn Béo mò đến chỗ tôi, dúi vào tay tôi một hộp thịt lợn xay: "Đồng hương ăn đi cho khỏe, chẳng hiểu sao đã bẻ gập nòng xuống rồi mà lại tự bật lên. Cướp cò viên đạn đập vào vách đá đánh cốp một tiếng, may mà không nổ." Sáng sớm hôm sau, ông Hùng phân công C5 xuống con đường mòn cũ phục kích. 2 trung đội C7 ở lại tại chỗ làm bàn đạp hậu cần cho C5, cũng là đề phòng địch từ trên núi đánh úp. Chúng tôi xuống đến chân núi gặp ngay con đường mòn. Tôi cùng Ngô Thanh Trẻ, trung đội trưởng, lần theo đường mòn tìm địa hình mai phục. Khi chưa đầy 500 mét, gặp ngay một bãi đá rộng lớn, có thể hốt gọn một đại đội địch. Cả hai cùng đồng thuận chọn khu vực này. Kế hoạch được triển khai ngay. 2 quả mìn Claymore đặt 2 đầu bãi đá, chọn hướng quạt mìn sát thương rộng nhất để không thoát một tên. Cả 2 trung đội tìm vị trí địa hình có lợi nhất. Bãi đá trở thành thiên la địa võng của quân thù. Tôi và Trè ngồi nơi cao nhất để quan sát. Có thể gọi là chỉ huy sở cũng đúng. Oài già phết. Thằng Báu và Lê Xô cầm công tắc mìn, trung liên RBD B40, B41 sẵn sàng. Trè xoa tay nhìn tôi, vừa cười vừa nói: "Mẹ, hồi hộp quá. Đồng hương còn thuốc không? Cho tôi xin điếu. Đang phục kích mà." "Không sao, mình xa chỗ phục. Thằng địch nào chẳng phì phèo điếu thuốc trên môi, không đánh hơi được đâu." "Thôi, để đến trưa về ăn cơm rồi hút." Vừa dứt lời thì hướng rừng xanh xôn xao tiếng nói, tiếng cười, nghe rất đông. Tiếng nam nữ chọc quẹo nhau, thỉnh thoảng ré lên những tiếng cười động cỡn. Một tên đi đầu đội mũ cối, áo bộ đội Việt Nam, quần dài sắn hết đầu gối. Tôi rất ngạc nhiên: "Không khéo lính E95, Trẻ ơi." "Không thể, E95 hoạt động bên phía Previa, ở đây là địa bàn của mình." Thằng Báo nhìn chúng tôi chờ lệnh, Trẻ ra hiệu nằm im. Thêm 6 tên nữa vào tầm ngắm. Tên đi đầu chưa đến quả mìn của Lê Xô thì Thái Em bật nòng M79 đánh cốp một tiếng. Tiếng động đó khiến tên đội mũ cối đứng khựng lại, không còn cơ hội nữa. Lê Xô nháy công tắc ngay tức thời. 2 đứa đi sau định quay đầu bỏ chạy thì Báu bấm nốt quả kia khóa đuôi. 2 tiếng nổ chát chúa, biển đen giá trung liên RBD bắn xối xả vào chỗ đồng nhất, nhưng lại đúng hướng Toàn Béo nằm, nên Toàn không thể ngóc đầu lên được, cứ dâng nòng M79 bắn cầu vồng xuống đường. Tôi cũng phụ họa bắn theo về cửa rừng xanh. Thành Hấp lao xuống đường, vừa nhả đạn vừa hô: "Xung phong, lắc đây lên." Lê Xô vứt cả công tắc mìn, vác B40 bắn tới tấp vào chỗ địch đang bị thương. Báu vừa thu dây mìn vừa la lớn: "Đừng bắn, con giặc cái nhé, để tao." Rồi hắn lao lên. Tên địch nữ to béo đen chũi đang nằm bẹp, 2 ống đồng dập nát, máu me lênh láng, vẫn điểm xạ 2 viên 1 rất chuyên nghiệp. Trẻ nâng khẩu AK, Báu nhìn thấy vội ngăn lại: "Thôi đừng anh ơi, tha cho nó đi." Chờ cho ả bắn hết đạn, Báu mới thận trọng tiến tới giằng lại súng. Mấy năm trời không được nhìn của đàn bà, cho xem cái nào. Con pốt nữ chửi rủa bằng tiếng Miên, chúng tôi không hiểu câu gì. Toán cho tay vào cò súng, một loạt đạn vang lên hóa kiếp cho con pốt nữ. Lúc đó Lê Xô cũng đứng luyến tiếc ngẩn to te, lẩm bẩm: "Đù, tiếc quá." Chúng tôi đếm xác tất cả 7 tên chết tại chỗ, thu hết chiến lợi phẩm
rồi chuồn nhanh lên núi. Đi đến nửa đường hỏi lại Lê Xô, cái dây mìn đã thu chưa? Hắn ngây ra, rồi đành nói một câu gọn lọt. Tôi tưởng xài xăng như Mỹ, dùng xong thì vứt chứ. Quay lại thu ngay cái dây mìn, về không thì bị kỷ luật bây giờ. Tôi và Ngô Trẻ lại phải hộ tống ông lính cồng kềnh ngắn não đi xuống núi. May mà dây mìn vẫn còn, vì bọn địch chưa dám mò ra lấy xác. C5 diệt được địch, ông Hùng mừng lắm, liền vội viết điện về tiểu đoàn báo công, rồi ông cho triển khai canh gác chặt chẽ. Tôi đang lâng lâng trong không khí chiến thắng, mấy anh lính A10 cối 60 ly của C7 đang đào củ mài ở dãy đăng rách. Rất nhiều củ mài. Củ mài ở đây to, dài, luồn lách qua đá. Để đào được hết củ mài, phải đào sâu, lật đá lên mới lấy được nguyên vẹn. Mang Phước là người dân tộc ở Phú Yên, nên chuyện đào củ mài là chuyện rất nhỏ. Ông Hùng đi tới bắt mọi người tản ra, không túm năm tụm ba lại. Vừa dứt lời thì nghe một tiếng nổ đinh tai, tiếng mìn KP2 của ta gài đề phòng địch lần theo dấu đi của đội hình. Tất cả sẵn sàng chiến đấu. Địch bắt đầu nổ súng vào chỗ chúng tôi, nhưng không đủ tầm sát thương. Có lẽ bị vấp mìn nên bọn chúng lùi xa hơn, không dám vào gần nữa. Chúng tôi cũng không thèm bắn trả. Tiểu đoàn phó ra lệnh rút quân để tránh địch đeo bám. Trinh sát chúng tôi cắt rừng về phía tây dãy đăng rách, rồi dần dần xuống núi. Trước đây đơn vị tôi hay ở lại trên núi, gặp địch thì đánh, chúng đeo bám thì chống trả. Điều đó rất bất lợi vì lực lượng địch đông gấp bội. Bây giờ ta chỉ dùng hình thức quấy phá kiểu du kích. Đánh xong rút sớm, tôi cầm địa bàn đi như chạy về phía tây. Đi được 15 cây số thì dừng lại bên một con suối. Ông Hùng cho lính cắm trại nấu cơm. Vì là rừng khộp cây thưa nên dễ bể quan sát. Thách kẹo chúng cũng không dám kéo quân xuống núi đến tận đây đấu tay bò với chúng tôi. Những con suối đầu nguồn thường nhỏ, không nhiều nước. Hai bên bờ có nhiều cây xanh. Đơn vị chúng tôi đóng quân ở hai bên bờ, canh gác tuần phục nghiêm ngặt. Số còn lại tổ chức tắt cá, hái rau cải thiện. Rau ở đây chỉ những bông hoa địa liền, xuất hiện vào đầu mùa mưa. Lính hay gọi là hoa khộp vì hoa mọc dưới rừng khộp dầu, xào lên ăn như cải bắp. Còn một loại rau nữa là lá giang, là một loại cây dây leo. Lá giang nấu với canh chua cá lóc cũng rất hợp. Chúng tôi nghỉ ngơi khoảng 2 ngày, lại tiếp tục quay lại cao điểm 547, quấy phá. Theo kế hoạch, trên đường đi phải qua ngã ba suối để nghỉ giải lao. Nhưng tôi không muốn vào ngã ba, nơi đó thường nước sâu, rất khó vượt. Địch lại hay gài mìn, vì chúng tôi biết rõ bộ đội ta thường có thói quen lấy ngã ba suối, ngã ba đường, hồ nước để xác định điểm đứng. Tôi bẻ góc độ về phía trên ngã ba khoảng nửa cây số, như vậy phải trải qua hai con suối, vừa nhàn thân vừa an toàn. Vượt qua con suối thứ nhất thật dễ dàng vì suối nhỏ, nước không nhiều. Lên bờ bên này là một bãi trống toàn là cỏ tranh. Xa xa đã nhìn rõ con suối thứ hai, nhiều cây xanh bao phủ. Chúng tôi sải chân cất bước, thấp thỏm mừng thầm sắp được nghỉ giải lao. Đi gần tới con suối đã thấy sự mát mẻ của hơi nước. Chỉ mong vụt một vũ cối, nước dội ào lên đầu cho sướng. Đang miên man trong ý nghĩ, bỗng tôi nghe có tiếng động lạ, tiếng chặt cây, chít chát. Tôi vội vàng nằm dạp xuống để nghe ngóng. Nhiều tiếng nói xôn xao, thấp thoáng hai ba đụm khói bốc lên. Báo cáo, phía trước có địch. Tất cả nằm dạp chờ lệnh. Tôi để lại cho bộ binh cảnh giới, lùi về giữa đội hình, gặp ông Hùng. Dạ báo cáo anh, chúng có khoảng một đại đội, trải dài từ chỗ trước mặt xuống tận ngã ba suối ạ. Ông phân công các trung đội triển khai áp sát con suối. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh của chỉ huy. Đột nhiên phía sau lưng chúng tôi lại nghe tiếng chặt cây chít chát. Thì ra địch đóng quân cả hai con suối. Bây giờ đội hình bị kẹp ở giữa. Tình thế vô cùng bất lợi, thuộc về chúng tôi. Cả đội hình nằm lọt thỏm giữa bãi cỏ tranh, không một vật cản. Hai bên là địch, nhiệm vụ đã triển khai, không thể rút lại. Vừa lúc đó có hai tên địch khoác súng vác ba lô, quân phục xanh dờn tiến đến phía sau lưng Thái Em. Chúng không để ý, vẫn nói chuyện thản nhiên. Huỳnh Gà nhìn thấy, quay súng bóp cò. Một loạt đạn mở màn cho trận đánh. Hai tên địch đổ vật xuống như hai thân chuối bị chặt sát gốc. Thái Em giằng ngay hai khẩu AK của địch, đưa cho anh nuôi, ở lại cùng tiểu đội cối 60, bắn về phía bên kia suối để kìm chân
đề phòng địch đánh sau lưng. Biển Đen kẹp nách RBD, nhà đạn như mưa. Huỳnh Gà tay siết cò, tay rút dây võng, miệng hô xung phong. Vài ba tên địch đang giãy giụa trong vũng máu. Dưới lòng suối, khoảng 5-6 tên đang lóp ngóp bò lên bờ bên kia. Tôi nhanh tay nhả đạn, Lê Sô hỗ trợ bằng hai quả B-40 bắn xuống lòng suối. Địch nổi lênh phênh như phao. Toàn Béo và Ngô Thanh Trẻ đã vượt sang bên suối bên kia để truy kích. Ông Hùng tay cầm khẩu súng ngắn K-54, chỉ huy rất oai phong. Bên trung đội của C-7 cũng rầm ràn tiếng súng. Tôi thấy thằng Báo đang nhanh tay tháo cái đồng hồ Oren của một thằng đang nằm vắt vẻo trên võng. Dọc suối phải đến 20-30 cái võng, súng đạn vứt ngổn ngang. Ngớt tiếng súng, chúng tôi thu lượm chiến lợi phẩm và đếm xác chết. Tất cả chỉ vẹn vẹn có 14 tên, nhưng thu được 19 khẩu súng và một cối 60. Nhân chứng không bằng vật chứng, cứ tính một khẩu là một tên địch, thêm khẩu cối bỏ rẻ là 3 tên. Ông Hùng liền viết điện báo công cho trung đoàn đã diệt được 22 tên địch. Còn chiến lợi phẩm, anh nào cũng có phần. Tôi nhặt được một ba lô mì tôm nhãn hiệu Thái Lan. Võng dù vô khối, tôi cũng không thích lắm. Có một lính lột cả quần của địch đang chết mặc luôn vào người. Đợt truy quét về sớm hơn dự định, tôi cắt thẳng một đường về tận đến Phung Giềng. Hầm Thùng là mái ấm của chúng tôi. Nó gắn liền tình cảm của những người sống chung trong đó. Giống như một gia đình, chúng tôi nhường nhịn nhau. Người đi trước chỉ bảo người đến sau, coi nhau như anh em ruột thịt. Có nhiều điều thầm kín không thể tiết lộ cho các căn hộ khác biết, ví dụ như mắm muối, bột canh, gia vị và thuốc dê. Ngay cả cái bếp cải thiện cũng phải bí mật, nếu lộ ra, các lính trung đội khác đánh hơi mỏ đến. Dù không mời, họ vẫn cứ bốc, một loáng là hết veo. Ngay cả đạn dược dự trữ để săn thú cũng phải cất giữ như báu vật. Tiểu đội tôi đã từng dự trữ cả một thùng thủ pháo để thỉnh thoảng đánh cá. Thủ pháo của Mỹ chỉ đánh hầm ngầm, lô cốt, chứ tại vùng rừng khộp toàn đánh vận động, khi đánh địch chỉ vô tác dụng. Tiểu đội chúng tôi gồm có 8 đến 10 lính, ở chung trong một căn hầm, nhưng cũng không phải lúc nào cũng tập trung đầy đủ. Chúng tôi vẫn phải chia nhau đi phục kích, truy quét, rồi phối thuộc với các đơn vị khác, nên ở nhà cùng lắm cũng chỉ khoảng 4 đến 5 người. Những người ở nhà, ngoài việc của đơn vị giao cho, như đào hào, đào huyệt, canh gác, còn phải lo việc của tiểu đội như chăm bón vườn rau, giản bí, cho đàn gà ăn uống đầy đủ, làm quần quật, cho đến lúc đi ngủ cũng không hết việc. Tôi là lính thành phố đầu tiên với việc cắt tranh. Đánh tranh khó hơn đánh giặc. Vậy mà khi làm đến căn hầm thứ hai, thứ ba đã thuần thục. Hầm Thùng cũng giống như một căn nhà bình thường, nhưng chúng tôi đào sâu xuống gần 2 mét, rồi dựng dui kèo, chặt những cây gỗ to bằng người ôm, khiêng về kè thành tường, rồi phủ đất lên. Phần nóc cũng ken kín bằng những cây to, để tránh mảnh pháo. Khi xong hết, lúc đó mới lợp mái tranh để ngăn mưa nắng. Có lần mùa mưa nước ngấm theo rễ cây chảy vào hầm, đến khi bị ướt lưng, mò dậy tát nước cả đêm. Những căn hầm Thùng là những hình ảnh quen thuộc đối với lính bộ binh chúng tôi. Khi đi truy quét lâu ngày ở trong rừng, chúng tôi cũng có tâm trạng nhớ nhà, nhớ hầm Thùng. Khi trở về đơn vị, chỉ muốn nhanh chóng được trở về nhà, về căn hầm Thùng và căn nhà thân yêu của chúng tôi. Hầm Thùng gắn bó với chúng tôi như gia đình. Chúng tôi được vui đùa bên nhau, thú vị làm sao khi ngồi bên mâm cơm có một mái nhà che chở. Trong chiến tranh, có nhiều điều rất khó lý giải. Tìm địch diệt địch cũng phải có duyên. Cũng như đi câu cá, có hên, có xui. Anh thợ câu nào câu được nhiều cá thì gọi là sát cá. Có anh vác cần đi rồi lại vác cần về, buồn thiu thì gọi là vô duyên. Nhưng trong chiến tranh thì trái lại. Ít gặp địch gọi là nhẹ vía. Thật vậy, dù có cố tình sục sạo khắp vùng, chặn đầu khóa đuôi đi đích rắc, chữ U, chữ V gì đó, vẫn không hề gặp được một thằng địch nào để làm thuốc. Đó là câu đùa của lính bộ binh chúng tôi. Có lần tôi hỏi Bình Bách Khoa, lính trinh sát trung đoàn đi nhiều nhất, đi từ đầu chiến dịch đến lúc về chính sách, ông đã gặp địch bao giờ chưa? Đã dự bao nhiêu trận chiến, bắn được mấy thằng pốt rồi? Tôi thú thực với ông, tôi đã từng đi thực địa sang tận Thái Lan, đi truy quét với bộ binh các ông bao nhiêu trận mà chẳng có khi nào gặp địch.
muốn có một trận chiến công nho nhỏ để làm kỷ niệm cũng chẳng được. Buồn thấy mẹ. Vậy là hên rồi, ông chỉ có duyên với tiền nong thôi đúng không? Cho nên các ông mới lôi về ban tài vụ trông hòm tiền. Đáng nhớ nhất là những anh chỉ huy sát lính. Đơn vị tôi có hai ông cán bộ đại đội. Lính tráng mà nghe tin hai ông này chỉ huy thì toát mồ hôi hột. Ông Thân Sáu Ngón, người ở huyện Đông Mỏ, Lạng Sơn, đại phó đại đội 5. Anh rất hiền, nói chuyện thủng thẳng, chỉ cười, nhưng khi đánh giặc rất bình tĩnh, có chiến công, nhưng trận nào cũng có khiêng. Không khiêng tử sĩ thì cũng khiêng thương binh nặng. Không có nổ súng cũng có một vài ca sốt rét ác tính để khiêng về. Cứ mỗi lần có khiêng là anh lại vò đầu bứt tai. Mẹ kiếp, sao đen thế không biết. Nhưng không thảm hại bằng đại đội phó đại đội 7 Hoàng Thế Xu. Chẳng hiểu sao chúng tôi hay gọi vượt cấp cho anh là đại tá Xu. Phải chăng anh chỉ quen đánh những trận lớn tầm cỡ chiến dịch, còn những trận truy quét, phục kích, chốt đường không hợp với anh. Cứ mỗi lần anh dẫn quân đều gặp địch phục kích, lính ta dính đạn thẳng, vướng mìn, có những trận vài ba ca khiêng liền. Đi chốt đường lần nào cũng có tiếng mìn, tiếng súng, rồi thêm ba tiếng súng tiểu liên báo hiệu có chuyện chẳng lành, rồi khiêng, rồi lại liệm. Anh Xu đậm người, thấp lùn, lưng hơi gù, dáng đi thận trọng như muốn dò tìm từng centimet dưới mặt đất. Vậy mà thần chết vẫn không buông tha cho đội hình của anh. Gặp địch anh chống trả quyết liệt, đạn bay tứ bề mà anh không mảy may một vết xước. Ấy vậy mà cứ dính tưng tửng vào mấy thằng lính của anh. Có nhiều lần truy quét cùng anh, tôi cũng thấy lo sợ, nhưng nhìn anh còn thấy thương hơn. Trong ánh mắt của anh có vẻ thất thần, thiếu tự tin, cảm giác có lỗi với các đàn em và tự giận bản thân mình đen đủi để làm ảnh hưởng đến các em. Đâu phải lỗi của anh, nhưng lính hoang mang là sự thật. Cứ được tin đưa đi truy quét có anh Xu là đêm đó có nhiều người mất ngủ. Trên đường đi, tôi cũng hết sức chú ý cảnh giác, thính giác, thị giác, nâng lên cao độ, cố gắng để chuyến đi an toàn nhất nếu có thể. Rồi cấp trên cũng hiểu tâm tư của anh, chuyển anh về đơn vị trực thuộc trên sư đoàn. Anh rất mừng, lính tráng chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sát địch là chuyện khác, đơn vị tôi cũng không nhiều lắm, chỉ có 3 người. Đó là trung đội trưởng Ngô Thanh Trè, trung đội trưởng Lưu Văn Vinh, lính C5 và trung đội trưởng Nguyễn Tấn Sắc, lính C6 liên tục gặp địch và luôn lập được chiến công, lính được an toàn, lại còn thu hoạch được nhiều chiến lợi phẩm để cải thiện thêm cho cuộc sống đang khó khăn của lính. Để nói đến sát lính thực thụ, chắc có lẽ chỉ có Hùng Mù D7, Hùng người Hà Nội cao giáo hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, vậy mà cứ đi là đụng địch. Đã gặp địch là diệt được địch, mà nhiều lần diệt địch. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, đi thăm nghĩa trang liệt sĩ ở Ngọc Hồi, lần đầu tiên tôi gặp Hùng, được Lê Minh Thư giới thiệu. Đây là Hùng, nổi tiếng sát địch. Những câu chuyện gặp địch và diệt địch thì phải hỏi ông này. Hùng cười. Chẳng hiểu sao, nó cứ qua mũi súng của tôi. Vậy là tôi bấm cò, co vậy thôi. Có điều lạ là tôi thấy mấy tay sát địch này không có bộ mặt bặm trợn dữ dằn, mà có một nét mặt hiền lành, có người còn thư sinh, lãng tử, có người thật thà chất phác. Lính rất thèm thuốc, thuốc lá được coi như vật báu nên cất giấu rất kỹ càng. Hiếm khi có ai sẵn sàng quăng hết bịch thuốc cho cả đám ngồi véo và vấn. Có những anh lính già khôn lỏi, tìm mọi cách ra giao thông hào, ngồi bật lửa châm thuốc hút lén. Ấy vậy mà vẫn bị hai ba con nghiện bám càng. Thuốc thơm thế, em xin hơi. Anh ta rất khó chịu, vẫn tà tà hút, khi chỉ có cái đuôi thuốc bé xíu mới miễn cưỡng đưa cho đối phương. Thằng bé hút lấy hút để, nhưng chỉ là sợi hà thủ ô vô vị. Hóa ra anh điệm thuốc lá phần trên, còn phần dưới thì lót dây hà thủ ô. Hồi còn đi chiến dịch, trinh sát luôn phải đi đầu theo trục đường, tàn thuốc của địch vứt đầy đường, nhặt bằng thích tay. Rồi bộ binh thèm quá cũng gạt cả trinh sát qua một bên để xung phong đi đầu, không cần tính toán đến mối hiểm nguy phía trước. Ở trong đơn vị hồi còn đồn trú trên An Long Veng, thằng nào cũng có nhiều thuốc dê nhất, được coi như ông lớn, được anh em vây quanh trọng vọng, có thể sai khiến cả giặt rũ quét nhà, bê cơm rửa bát, thậm chí còn điều khiển được cả A trưởng, B trưởng khi cắt cử công việc. Dĩ nhiên không phải là việc phục kích, chốt đường và truy quét.
nhưng có người không cần tàng trữ thuốc vẫn có thức dê hút hàng ngày. Đó là Quân Lé, người Tam Kỳ. Hắn có biệt tài kể chuyện, đặc biệt chỉ kể chuyện kiếm hiệp. Nhờ vậy chúng tôi cũng đỡ buồn. Hắn kể hết ngày này qua ngày khác mà không hết chuyện. Hết Thần Điêu Đại Hiệp, lại Anh Hùng Xạ Điêu. Hết Ỷ Thiên Đổ Long Ký, lại Tiếu Ngạo Giang Hồ. Hắn nhớ từng địa danh trong chuyện như Trung Nguyên, Tây Vực, Khiết Đan. Từng môn phái như Thiếu Lâm, Võ Đăng, Nga Mi. Rồi các binh khí, trang phục. Từng môn phái hắn rất rõ và rành mạch. Cách kể thủng thẳng, không ề à. Tối đến sau khi ăn xong là chúng tôi tụ tập lại tiểu đội, tăng gia để nghe Quân Lé kể chuyện. Quân Lé ngồi chễm chệ trên chiếc sạp, tóc tua tủa cứng như rễ tre, chân tay dài như vượn cổ đại. Hắn đĩnh đạc, hắng giọng. Hôm qua tao kể đến đâu nhỉ? Quên mẹ mất rồi. Thằng Mô rót tao chén nước nào. Không phục vụ chú đáo thì mỗ đây xin nghỉ luôn. Một bát nước Hà Thủ Ô đặc sánh, thằng Phước Điếc trịnh trọng dâng lên. Hắn hắng giọng thùng thằng kể chuyện, với giọng Quảng Nam nhờ nhựa và lối kể chuyện khó ai bắt chước được. Những đoạn cao trào khi hai đối thủ tỉ thí, hắn kể một hơi dài quyết liệt không ngừng. Mắt Lé trợn ngược, tay vung lên theo quyền pháp, rồi nghiến răng lấy hơi, chuyển thể, khiến cho chúng tôi cảm nhận được những anh hùng võ hiệp đang hiện ra trước mắt. Đang vào đoạn cao trào, hắn ngừng kể. Đù, tao kể đến đây mệt muốn đứt hơi, mà éo có đồng hương nào thương tao. Hà Xăng tống ngay điếu thuốc dê to bằng ngón chân cái vào mồm. Này thì thương này. Tất cả lại cười hình hạch. Quân Bập vài hơi, ngon lành, rồi lại chuyển cho tôi. Đồng hương Tuấn cầm hộ đi, cấm hút đấy. Thằng nào hút tao nghỉ kể luôn. Nói vậy nhưng điếu thuốc cũng vẫn chuyển tay nhau, tàn đến tận đuôi con dế. Rồi chiến sự ác liệt, không còn khiêng cáng và không lấy lương thực, thực phẩm ở căm tuất nữa. Rồi các kho thuốc dê cá nhân cũng dần dần vơi đi. Mọi công việc vận chuyển đều do trực thăng đảm nhiệm. Mấy thằng phi công toàn hút xà mít thơm lừng. Mỗi lần xuống lấy thương binh, hắn rút thuốc phát cho mỗi thằng một điếu, hút vèo là hết. Một hôm tôi thấy anh Tần Hóp bên C8 lúi húi trong cầu tiêu của tiểu đội trinh sát, rồi lại lấy que gạt gạt trong vọng gác. Thấy vậy tôi cũng tò mò ra xem. Anh tìm gì vậy? Bắt dế. Chẳng có một con nào. Mày còn thuốc không? Em cũng vừa hết. Vọng gác của em làm gì có dế? Thằng Liêm lượm hết rồi. Mày biết có ai còn thuốc không? Chỉ còn ông Phú Dâu, nhưng em ngại lắm. Để tao xin mới được. Hồi ở Đức Lập, tao hay cùng ông Phú đi tán gái. Thời đóng quân ở Đức Lập, D8 gần sát với trung đoàn bộ. Ông Phú mới là đại đội trưởng C6, có quen cô Xuân quá chồng, tương đối xinh, nhà ngoài cổng doanh trại. Nhưng trung đoàn trưởng Hoàng Trọng Hợp cũng đem lòng thương cô Xuân. Dĩ nhiên ông Phú đẹp trai, lại còn đàn ông hơn. Cô Xuân thích bộ râu quai nón của ông Phú lắm. Một hôm hai ông chạm trán nhau tại nhà cô Xuân. Ông Hợp hất hàm hỏi. Phú, mày đến đây làm gì? Thì tôi cũng như ông thôi. Ông Phú nheo con mắt trả lời. Ông Hợp chắp tay sau đít, quay gót ra cửa. Về đi nhá, D8 chuẩn bị báo động đấy. Cô Xuân nháy mắt cười, rồi dúi vào tay ông Phú một cây thuốc hoa mai. Anh về đi, không rắc rối to. Tối đến nhá. Bây giờ ông đã là tiểu đoàn trưởng, còn ông Hợp ra Bắc chỉ huy mặt trận đánh tàu. Ông Phú vẫn nghiện thuốc, nhưng ông không xin ai. Thuốc được các đồng hương trong mặt trận cấp cho đều đều. Do tướng mạo dữ dằn, nên chẳng lính nào dám cất lời xin ông. Tần Hóp là người duy nhất dám xin thuốc ông Phú. Em chào thủ trưởng. Hai hôm nay chẳng thấy trực thăng xuống thủ trưởng nhờ. Để làm gì? Mấy thằng phi công nó có thuốc thơm, em muốn kiếm một điếu. Không thấy thủ trưởng nói gì, ông Phú ngó lơ, ngón tay vân vê, bộ râu quai nón cứng như cước. Tần Hóp nuốt nước bọt, tán tiếp. Thủ trưởng biết không, em đi bộ đội đã được 8 năm. Chiến đấu chết chóc em chẳng sợ, mang vác, khiêng cáng em chẳng nề. Em chỉ có một điều ước nhỏ nhoi. Mày ước gì, nói tao nghe nào. Dạ, em ước có một bi đông đá lửa, một bao tải thuốc lào và một thùng phi xăng. Em sẽ phục vụ quân đội đến suốt đời. Ông Phú vỗ đùi cười khinh khịch. Tiên sư ông,
ai thèm ông phục vụ suốt đời. Rồi ông vào nhà gói cho Tần một gói thuốc dê công pông thơm to bằng nắm đấm. Tiểu đoàn chúng tôi đóng quân trên một con suối nhỏ cách An Long Veng về phía đông khoảng 30 km, trên bản đồ ghi địa danh là Bắc An Long, nhưng hoàn toàn không có tàn tích nào của người dân. Lính E-29 chúng tôi thường gọi là ngầm 1, vì tính từ vị trí Phum Cam Tuất đi lên An Long Veng thì con suối này gặp đầu tiên. Cuối năm 1980 xảy ra nhiều biến cố, từng loạt đạn pháo của địch bắn vào doanh trại. Có lần một quả pháo cắm thẳng vào giữa sân tiểu đoàn bộ, ngay gần ban tác chiến tiểu đoàn. Cái lỗ chỉ nhỉnh bằng mũ cối sâu hoắm. Chúng tôi dùng que dài khoảng một sải tay chọc xuống mà vẫn không chạm đáy, không rõ loại đạn gì. Người đói là đạn H-12, còn người cho rằng đây là đạn DK xuyên phá, nhưng cũng không có ai dám đào lên để nghiên cứu. Phía địch cũng đã thay đổi một loạt đạn AK mới tiếng nổ uy hiếp hơn. Có lần địch đánh vào C-5 gặp ổ phục kích của ta, tiêu diệt được vài tên, phát hiện ra một loại đạn AK rất lạ, đầu đạn thêm một tầng sơn màu nâu. Lắp đạn bắn thử vào gốc cây, nghe liền hai tiếng nổ chỗ đạn bắn vào, phá rộng như cái chén ăn cơm. Nếu bắn vào người thì độ sát thương thật là khủng khiếp. Cách thao tác B-40 của địch cũng khác, rất nhanh, không rõ chúng bắn bằng cách nào mà nghe liên tiếp tiếng nổ đề pa, rồi dầm dập hàng loạt tiếng nổ B-40 chát chúa về phía chúng tôi. Khắp các con suối cạn, trắng phau chuyển đơn của địch, chữ viết sai chính tả tùm lum, đọc mãi mới luận được ra. Nội dung là: các chiến binh Việt Nam đừng nghe lời bè lũ Lê Giòn mà chết uổng. Cứ đi dọc lên đầu nguồn các con suối, chúng tôi sẽ đón các bạn qua bên Thái Lan. Đời nào chúng tao đầu hàng, vào tay bọn Khmer Đỏ chắc chỉ còn là con ma không đầu. Qua hầm thông tin, thấy thằng Sinh đang mở máy 2W bắt liên lạc. Những tín hiệu rào rào, tiếng Khmer, tiếng Việt lẫn lộn. Sinh bảo độ này bọn địch phá sóng dữ quá, do chỗ nào cũng bị chúng lấn vào. Chúng chửi bằng tiếng Việt Nam, đê mẹ, đê mẹ, toàn là đê mẹ. Chỉnh mãi mới nhận được một bức điện của trung đoàn gửi cho J8. Ngay trong ngày hôm đó, chúng tôi được biết một tin quan trọng. Ông Nguyên, tiểu đoàn trưởng J9 cùng 4 lính bỏ ngũ chạy sang Thái Lan trong một dịp đi truy quét gần biên giới Thái-Campuchia. Tin này làm cho lính tráng chúng tôi rụng rời chân tay, bàn tán xôn xao. Nếu như ông Nguyên theo địch mang quân đi đánh thì chắc chúng tôi thật khó chống đỡ. Đoán già đoán non, ông ấy sẽ đánh đơn vị nào trước? J9 là quân của ông, có lẽ ông còn nương tay, chỉ có J8 chúng tôi thôi. Thế thì đơn vị nào bị đánh đầu tiên? Chỉ còn C6, C14, nòng độc lập trong khoảng giữa J8 và J9, cách xa 14-15 cây số. Thật đáng sợ nếu có một kẻ phản bội quay mũi súng về đồng đội. Sự tổn thất là điều đương nhiên. Ngay tối hôm đó, tiểu đội trinh sát phân công công tác. Tôi lên phối thuộc C6 thay cho Nguyễn Tấn Liệu về nhận chức tiểu đội trưởng. Nguyễn Đức Cầm dẫn C7 đi truy quét khu vực 547. Tô Văn Phán và Mai Danh dẫn bộ binh C5 đi tìm các ổ tập kích của địch nằm rải rác quanh đơn vị. Một đêm nặng nề cho tiểu đội trinh sát chúng tôi. Đêm không thể ngủ nổi, chỉ có tiếng thở dài. Thỉnh thoảng lại có người ngồi dậy hút thuốc, Phán lại lầm rầm tụng kinh. Nhiệm vụ nào cũng nguy hiểm, tiềm ẩn sự chết chóc. Đêm mùa khô, trăng sáng vằng vặc, phía nghĩa trang vang vẳng tiếng cú kêu cầm canh. Sáng sớm tinh mơ, tất cả đội hình đi lên C6 tập trung đông đủ tại sân chỉ huy tiểu đoàn. 10 tay súng, toàn bộ là tiểu liên không có hỏa lực, gồm có 4 lính C14 đi viện trợ, trở về đơn vị, và 6 lính vận tải phục vụ chiến đấu, chủ yếu là gùi lương thực, thực phẩm và khiêng cáng thương binh tử sĩ. Chúng tôi hay nói đùa, đây là đội quân lạc đà. Nói vậy thôi nhưng họ vẫn đánh địch tốt, có điều không được thiện chiến như bộ binh. Chúng tôi không đi theo đường chính mà đi theo đường rừng, cắt phương vị bằng bản đồ địa bàn. Phải cắt đúng vị trí, không lệch điểm đến quá 100m. Lệch chút thôi là vào hai bãi mìn của C6 gài. Mìn địch gài thì vô tổ chức, không biết đâu mà lần. Nhưng chủ yếu chúng gài nhiều ở hướng đồi tròn, tiếp giáp với con đường lớn. Chúng tôi thường xuyên lên C6, nên cũng không có gì khó khăn.
từng gốc cây tụ thủy đến bãi trạng, rừng xanh hầu như thuộc lào lào. Chỉ cần nhìn bình độ nghiêng về hướng nào là chỉ đúng phóc điểm đứng trên bản đồ. Một số lính C6 cũng vậy, chỉ cần nhìn một gốc cây đổ hoặc một đụn mối cũng có thể đoán ra đơn vị mình còn cách bao xa, bao nhiêu km. Rừng xanh lên C6 cũng không khó đi lắm, vì không phải đồi đá nên rất ít khe vực. Chỉ khó khăn một số khu vực có cỏ ba cạnh, gai xấu hổ và những bụi ô rô. Rừng xanh cũng rất có lợi, nó giữ bí mật cho đội hình. Tôi rất thích đi trong rừng, vừa bí mật lại vừa mát mẻ. Hôm nay đi với đội hình yếu nên tôi rất cẩn thận. Hơn nữa giai đoạn này địch hoạt động tương đối mạnh. Có gặp địch, bọn tôi cũng phải tránh không nổ súng. Nhìn những con đường cắt ngang dày đặc, dấu dày, mới biết chúng chuyển quân lên dãy đăng rích rất đông. Cứ đi một đoạn lại gặp một vệt đường như vậy. Đường cũ đường mới chồng lấn lên nhau. Mấy anh lính lạc đà cũng hiểu tầm nguy hiểm nên giãn cách và rất im lặng. Tôi lắng nghe từng tiếng lá rơi, từng hình thù khác biệt trên đường đi. Đi được nửa đường, sắp ra đến bãi trảng thì tôi đứng sững lại. Một vật gì lùm lùm nằm mấp mé bên kia bãi trảng, gần sát rừng xanh. Rất lạ, như nấm mồ đắp bằng cành lá. Tôi báo hiệu mọi người nằm xuống, một mình tôi bỏ tới, nhưng vẫn phải tránh xa vật kỳ dị đó. Trườn nhanh vào rừng xanh, nghe ngóng động tĩnh, không có gì bất thường. Lúc đó tôi mới thận trọng cho tay vào cò súng rồi tiến tới. Thật khó hiểu, sao lại có cái đám cành lá xếp cẩn thận như vậy? Vũ khí của địch cất giấu chăng? Hay xác một tên lính được chúng che đậy? Tôi lấy chân đá thẳng vào đó, không động tĩnh, liền vẫy tay ra hiệu, từng người vượt bãi trảng. Tất cả vào hết rừng xanh, tôi mới thò tay gặt cành để xem. Chưa kịp gặt cành thứ hai, thì cái lùm đó chuyển động, rất nhanh. Một con lợn rừng chạy vèo qua chân tôi, suýt ngã không kịp bóp cò, con lợn đã chạy mất. Tôi hú hồn. Chỉ còn 3 km nữa là đến khu vực đồi tròn, mức độ nguy hiểm đã cận kề. Tôi hướng đến một ụ mối cao để quan sát. Vừa bước chân qua bên kia ụ mối thì bỗng một ánh chớp lóe lên, đồng thời một tiếng nổ lộng óc. Tai tôi ù đặc, mắt hoa lên vì ánh chớp. Tôi ngồi thụp xuống, nhả một loạt súng về phía trước. Không thấy động tĩnh gì, kiểm tra cơ thể không bị sứt sẹo. Nhìn xuống bàn chân, tôi thấy một sợi dây màu xanh dương vẫn còn vướng ngang cổ chân. Tôi kiểm tra phía trước ụ mối, mảnh mìn băm nát. Một lần tôi thoát chết, cảm ơn bà tổ mối chúa đã cứu mạng tôi. Tôi cho đội hình nghỉ tại chỗ, không thấy anh em nào nhúc nhích, mặt tái nhợt đi vì tiếng nổ lúc nãy. Chân tôi cũng mềm như sợi bún, không thể bước nổi, vấn một điếu thuốc tự liên hoan cho mình. Khi đến bãi mìn của C6, tôi bắn pháo hiệu bằng 3 tiếng súng. Trong doanh trại C6 cũng bắn trả lại một tiếng, vậy là đã an toàn. Vừa tới C6, gặp ngay trung đội trưởng Hồ Ngàn, băng bó kín người, máu vẫn còn loang trên vạt áo. Chưa kịp hỏi Ngàn đã kể lể: "Đồng Hương ơi, chúng vừa tập kích đông lắm, mình đau quá, mảnh găm đầy người đây này. Thằng bộ hy sinh rồi Đồng Hương ạ, nó chết thảm quá." Tôi an ủi qua loa cho hắn yên tâm, nhưng thừa biết hắn đang mừng thấy mẹ được Pol Pot tặng cho tấm thẻ bài miễn tử, đang sướng tưng tửng ở trong bụng, cứ làm bộ làm tịch. Tôi bàn giao cho Liệu tấm bản đồ, đám lính lạc đà lại trở về dê bộ với 3 ca cáng, 2 thương binh, 1 tử sĩ. Tôi đi xuống anh nuôi báo cơm và mượn cái chậu đi tắm. Lúc nãy tí thì chết hụt, sợ quá không biết vãi cái gì ra quần hay không. Chiến sự ngày càng ác liệt, các ca tử vong vẫn từ trên D9 đưa về. Lính C6 và C14 cũng lác đác hy sinh, tất cả đều đổ về D8. Tôi lại là người dẫn đường đưa các đoàn khiêng cáng từ C6 về tiểu đoàn bộ D8. Nghĩa trang D8 càng ngày càng rộng ra. Thợ xẻ của tiểu đội đóng quan tài hoạt động hết công suất, nhưng cũng không đáp ứng đủ. Lắm lúc vẫn phải chôn bằng túi ni lông để giảm bớt thời gian vận chuyển của C6 xuống tiểu đoàn. Ông Vẳng, chính trị viên tiểu đoàn, quyết định đặt vị trí trung chuyển tại một ngầm nhỏ ở giữa khu vực C6 và C5 đảm nhiệm. Chúng tôi hay gọi là ngầm C5. Vậy là chúng tôi chỉ đi mất 7 km đường rừng nên đỡ vất vả hẳn đi. Cũng từ đó tôi ít trở về tiểu đoàn bộ.
ít được sinh hoạt với tiểu đội trinh sát, vô tình tôi trở thành một anh lính xung kích của C6. Hôm nay tôi đi dẫn đường đưa một ca tử của D9 xuống ngầm C5. Ca này để đã lâu nên mùi tử khí bốc lên nồng nặc, nước dịch chảy ra ướt sũng võng. Tôi đi đầu nên không bị ảnh hưởng do mùi hôi đó. Mấy anh em C9 khiêng cáng, dù bịt khăn nhúng nước kín mũi nhưng thỉnh thoảng vẫn nôn ọe, nhất là lúc nghỉ giải lao. Từng đàn nhặng bu vào võng hút dịch mà đẻ trứng trắng xóa. Đến gần ngầm C5 cũng đã về chiều. Lúc này đã có vài lính C5 đứng chờ. Lính chốt đường thậm khổ, quần áo rách tứ tung, tóc tai bù xù, nhìn như thổ phỉ. Tôi gặp ngay Toàn Béo, người đồng hương mà tôi thân nhất. Hai thằng mừng mừng tủi tủi, Toàn dúi vào tay tôi một bịch thuốc dê, thêm hai bao thuốc lá Asara, rồi nói: "Địch bao vây và cắt đứt đường về Căm Tuốt rồi, vì vậy chưa có quà mùng 2 tháng 9 đâu. Hai bao Apara này là của Dương Khỉ, nó được ra viện bằng trực thăng, nó gửi về. Còn thuốc dê, chúng mình gom của tất cả các đồng hương gửi cho ông đấy. Nhớ giữ lấy cái gáo nhá. Khi nào được về tiểu đoàn sẽ tổ chức liên hoan." Tôi nhận quà mà rơm rớm nước mắt. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ ấm lòng. Đồng hương còn là bao nhiêu đâu. Chúng nó lần lượt hy sinh, một số thì đào ngũ, chỉ còn lại vài thằng thề quyết không làm bậy để giữ thể diện cho gia đình. Gặp được đồng hương như được nhìn thấy quê hương, gia đình ruột thịt của mình vậy. Ngồi nói chuyện với nó một lúc lâu, bàn giao đội hình khiêng tử của D9 cho C5, định quay về hướng C6 đang chốt đường, thì anh Phương, người Hòa Bình, trung đội trưởng C5 gọi tôi lại: "Tuấn à, chờ anh một lát, có đoàn cán bộ cần lên D9 ngay trong ngày." Nhiệm vụ này không có kế hoạch của tôi nên tôi cự lại. "Anh biết bây giờ là mấy giờ không?" "Gần 4 giờ chiều rồi mà chưa thấy đến, cắt rừng làm sao đi đêm được đây?" "Không cần cắt rừng, cứ đi theo trục đường, ông Vẳng đã điện cho C6 bảo vệ trục đường rồi. Sáng sớm địch mới ra hoạt động gài mìn cơ, không lo đâu." "Mẹ kiếp, cứ như ông ấy." Ăn cơm nắm nằm hầm với địch, lão chỉ là anh thủ kho của tiểu đoàn mới được phong chức bê trưởng bộ binh vài tháng mà phán như thánh như tướng. Vì nhiệm vụ nên vẫn phải chờ, trong lòng thì tức nghẹn. Một tiếng sau thấy anh Kiên trinh sát dẫn một đoàn cán bộ đến. Kiên là lính tân binh vừa vào trinh sát nghiệp vụ còn non. Tôi hỏi: "Sao muộn thế?" Hắn không nói gì, tôi biết ngay là bị lạc nên cũng không hỏi thêm. Nhìn đoàn cán bộ tác phong chỉnh tề, áo quần xếp ly, mũ cối có sào lóng lánh, vai đeo xà cột ra, mỗi người một cây AK cũng bóng nhoáng, một đội hình bóng lộn sạch sẽ thơm tho, khác hẳn với lũ lính chiến chúng tôi. Tôi đoán đây là những cán bộ cấp sư đoàn hoặc quân khu, chứ không phải loại lèng tèng. Tôi nhanh chóng dẫn đoàn trở ngược về hướng Tây, hướng của C6, trong đầu lập ngay phương án để cắt rừng. Nhưng không ổn, về đến C6 kiểu gì trời cũng tối, đêm tối và bãi mìn thì chết cả lũ. Giờ này may ra còn có lính chốt đường của C6, tôi quyết định đi theo trục đường. Lính trinh sát chúng tôi không thích dẫn đầu trên trục đường, nhưng không còn sự lựa chọn. Đã đi được 2 cây số mà không thấy một bóng người. Nguy hiểm nhất là vào rừng xanh, rừng tối mù, làm sao nhìn thấy được mìn, đè mìn vướng. Tôi cố tăng tốc, đi như chạy. Nhìn mặt đường thấy những vệt chổi kéo dài. Tôi biết đây là sáng kiến của lính bộ binh C6. Đi rút về thường chặt những cành cây kéo lê trên mặt đường để tạo ra những vết lằn kéo dài in hẳn trên đất. Khi sáng ra có dấu chân hoặc vết đào bới lạ là phát hiện ra ngay. Trước mắt tôi là rừng xanh, quan sát mãi mà không thấy bóng dáng lính chốt đường đâu. Một khoảng rừng dài độ 2 km, cây cối sum suê. Lính C6 thường kháo nhau có hổ về, địch cũng hay phục kích ở những đoạn rừng xanh như vậy. Tôi thì không lo lắm khi gặp địch hoặc gặp hổ, vì mình đã cảnh giác và chủ động rồi. Các anh sĩ quan có lẽ còn giỏi hơn chúng tôi, vì các anh đã từng dày dạn chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Lúc này trời đã nhá nhem, vào rừng xanh gần như nhọ mặt người. Tôi vẫn căng mắt nhìn ở dưới chân, một lát nữa thôi là mặt đường chỉ còn hai vệt lờ mờ, rồi bóng tối sẽ sập xuống. Bỗng tôi phát hiện dưới mặt đường một vệt ánh sáng mạnh rất yếu ớt, mỏng manh như sợi tơ nhện. Nhìn kỹ thì đó là một dây mìn KP2 căng giữa đường cái. Tôi quỳ thụp xuống, tất cả đội hình cũng quỳ xuống rất bài bản, chuẩn bị chiến đấu.
phía bên phải rừng xanh cũng lách cách tiếng vũ khí. Tôi đánh liều gọi tên các lính C6. Ánh sắc ơi! Tiết ơi! C6 ơi! Tôi Tuấn đây, bộ đội Việt Nam. Tuấn Hỷ, sao mày về muộn thế? Đứng yên để tụi tao gỡ mìn. Một lúc sau thấy B trưởng Phạm Tấn Sắc đi ra gỡ mìn và nói: nếu không lên tiếng thì tôi đã cho nổ súng rồi. Cuối đội hình còn một quả mìn Claymore đấy, may cho các anh đấy. Sao bảo bọn anh được thông báo chốt đường đón toàn cán bộ lên D9? Có thấy ai nói đâu, nếu thông báo tụi này đâu dám rút về. Lão Phương giang vàng thật là. Thôi, anh cho vài lính dẫn các anh ấy về cho kịp. Tôi và đoàn sĩ quan được lính bộ binh dẫn đến doanh trại C6. Trời cũng vừa tối om. Tôi hỏi một anh có vẻ là chỉ huy. Dạ, các anh về C6 tụi em ngủ để sáng mai đi tiếp. Anh bắt tay tôi cảm động và nói: cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều. Tụi anh phải qua C14 ngay lúc này. Trinh sát D9 đang chờ. Hẹn xong việc, anh em mình sẽ gặp nhau. Rồi từ đó không thấy các anh trở về D9, cũng không qua con đường này nữa. Có lẽ các anh trở về bằng máy bay trực thăng và cho đến già vẫn không thể quên một chuyến đi như vậy. Hai đơn vị tựa lưng vào nhau, cùng cộng sinh trong một khu rừng thiêng rộng lớn ở An Long Veng. Mỗi đơn vị có những đặc tính khác nhau. C14 thì ưa phòng thủ, bởi đây là một đại đội hỏa lực 12-7, nên doanh trại được bố phòng như một thành lũy thời Trung Cổ. Những hàng rào ken kín bao quanh doanh trại, ba mặt được bố trí họng súng cao xạ, đặt tà âm để cản bước quân thù. Có một lần địch tập kích vào C14, bị 12-7 khạc ra những loạt đạn uy hiếp, tức khắc địch câm tiếng súng chạy mất dép. Từ đó chúng ngại tập kích vào C14 như ngại đụng vào một hang rắn hổ mang. Chúng tôi cũng ít khi qua chơi đơn vị C14, chỉ gặp nhau ở khúc suối dùng chung của hai đơn vị. C6 thì nằm ở hướng đông, phía bên kia suối. Bố phòng rất sơ sài, vì là một đơn vị bộ binh chủ công, quen đánh vận động nên bố trí khác hẳn. Những căn nhà thùng của C6 đào sâu xuống 2 mét, kè cây phủ đất như những chiếc lô cốt thời Pháp thuộc. Sau lưng ken dọc những cây cao khoảng 4 mét làm hàng rào chống B40. Ngoài cùng là giao thông hào chạy quanh đơn vị, nối liền vào các trung đội. Ngày đêm được cắt cử canh gác cách xa đơn vị khoảng 100 mét, tạo ra những khoảng trống để bẫy địch nếu có chúng tấn công. Đúng chiều 30 Tết năm Tân Dậu 1981, vì tiểu đoàn bị địch bao vây, chia cắt, chặn đường tiếp tế, nên toàn bộ tiểu đoàn không nhận được quà Tết. Thường thường những ngày này, mỗi đơn vị được cấp 2 con lợn hoặc 1 con trâu để thịt ăn túy lúy. Nhưng Tết này hẩm hiu quá, các lính bộ binh phải chia nhau chốt đường, mất một nửa quân số. Mỗi trung đội chỉ còn lại 5 đến 6 người. Tôi trải tấm bản đồ quân sự ra ngắm nghía. Nhìn phía tây An Long Veng, khu vực Sam Rong, nhà cửa san sát, chắc nơi này trù phú lắm. Ước ao có một ngày nào đó được đóng quân tại đây. Nhìn xuống phía nam, cách khoảng 100 km là đền Angkor Thom và đền Angkor Wat sắp xếp vuông vắn trên tấm bản đồ. Tôi đang chìm đắm trong chuyến du lịch tưởng tượng thì ông bạn Hà Quang Minh tới. Đó là người đồng hương duy nhất còn ở lại C6 với tôi. Minh rủ tôi qua B6 cùng ăn tất niên. Mâm cỗ chiều 30 Tết gồm có đĩa xôi, 1 con gà luộc và 1 bi đông rượu gạo. Như vậy là quá tuyệt vời. Lâu lắm rồi không có chút men trong người. Mình tuy là lính C6 nhưng đi học tiếng Miên 6 tháng nay, giờ mới trở về đơn vị. Mình được tiếp xúc với dân, được nói chuyện, được tán gái bản xứ, được ăn bao nhiêu của ngon vật lạ. Nhiều câu chuyện được Minh kể ra làm chúng tôi rất phấn khích. Mình nói: tâm lý bọn địch cũng như ta thôi. Vì cũng là con người, họ cũng biết yêu thương, thù ghét. Nếu không bất đồng ngôn ngữ của họ, họ cũng có thể thông cảm và hiểu được nỗi lòng của lính mình. Tôi cứ nghĩ đến những trận chiến tôi từng trải qua, cũng như nhiều người kể lại là lính ta bị bắt hầu như thành ma không đầu. Chúng là một lũ đao phủ vô nhân tính. Nói chuyện một lúc, mâm cơm được bày ra. Tôi thủng thẳng ra sau hè để giải quyết nỗi buồn. Ngửa cổ ngắm tán cây sang lẻ, hoa tím đã nở rộ một màu tím mà mát buồn. Màu tím của băng lăng hòa lẫn với sắc tím của buổi chiều biên giới. Phía xa xa, gần cổng doanh trại, có thấy lố nhố một đám lính đang lúi húi bên hàng rào.
Tôi trở vào nói với Minh: "Hôm nay 30 Tết, ông Sắc cho lính về sớm vậy?" "Vô lý, hôm nay được lệnh ngủ lại trong rừng cơ mà." "Thôi kệ, ăn cái đã." Vừa phủi chân leo lên sạp thì bỗng một loạt AK rộ lên trong vọng gác. Chúng tôi lăn mình xuống đất, bất ngờ hai quả B-41 nổ đinh tai phía sau nhà, nơi tôi vừa đi tiểu. Vừa vội súng ống trên giá, chúng tôi lao ra chiến hào. Lúc đó Thái cũng từ vọng gác lui về chiến hào. Lính các tiểu đội cũng vừa vào vị trí chiến đấu. Tiếng súng các ngả rộ lên, đạn cối của địch rầm rập nổ trong doanh trại. Tiếng địch la hét vang khắp rừng. Đạn tiểu liên, đạn M79 đan xen tứ hướng. Một thằng cao to vác B40 gác chân lên hàng rào. Tôi nhanh tay bóp cò, nó đổ sập xuống hàng rào. Quả đạn vẫn kịp bay ra đầu nòng, cày trên mặt cỏ khói bụi mù mịt. Một thằng cầm AK vừa nhả đạn vừa kéo xác thằng B40, nhưng mình đã nhanh tay nhả những loạt đạn AK chính xác. Nó rời tay bỏ thằng đồng đội lại nằm bẹp dưới bụi gai xấu hổ. Lính C6 thật thiện nghệ, nhanh như sóc, vừa bắn vừa chuyển khắp chiến hào. Một lúc sau, thấy anh Trường chính trị viên đại đội men theo hào chạy đến hỗ trợ. Phía các trung đội cũng bắt đầu nổ súng. Từng loạt 12 ly 7 của C14 rộ lên khủng khục. Mùi thuốc súng nồng nặc khắp doanh trại. Chắc bị thương vong nhiều nên bọn địch không dám tấn công. Chúng lùi xa hơn, câu đạn cối và M79 vào đơn vị. Ngớt tiếng súng, tôi quay về chỗ ở, ôm lấy tấm bản đồ và địa bàn, công cụ bất ly thân của lính trinh sát. Thấy mấy anh nuôi cũng đang tư thế tay súng sẵn sàng. Thằng đi mũi tẹt, phá tan không khí nặng nề. Chưa bao giờ nó đánh mạnh như đêm nay. Nếu có Lão Nguyên hỗ trợ bọn chúng, thì tụi mình chắc chết, đồng hương ạ. Vừa nói dứt lời, thì liên tiếp có 3 tiếng nổ ở phía bãi mìn của ta cài. Chết mẹ mày rồi. Bọn nó chui vào bãi mìn của mình rồi. Thằng đi sung sướng nhảy cẫng lên reo hò. A-10 phát hỏa thêm một loạn cối 60 về hướng bãi mìn. Địch lại dồn dập nã pháo vào đơn vị. Tầm khoảng 9 giờ, Trưng liên lạc cầm đèn pin đi xuống tìm tôi. Anh Tuấn, anh Than đại đội trưởng nhờ anh gác một ca. Lính bộ binh đánh đấm cả đêm chưa được nghỉ. Anh cố gắng nhé. Lính tiểu đoàn quan đại đội, từ khi lên C6 có bao giờ phải gác đâu, chưa ăn uống gì cả. Hỏng hết cả bữa cỗ tất niên, có gà, có xôi mà không được đánh chén. Đành vào bếp kiếm miếng cháy để ra ra thông hào ngồi vậy. Từ lúc địch tấn công vào chiều 30 Tết, C6 và C14 đến giờ, đêm nào bọn chúng cũng tập kích vào đơn vị. Lúc thì đánh dồn dập các ngả lính phải căng ra chống đỡ. Lúc thì chúng tập trung đánh mạnh vào một hướng, lại phải dồn về cố thủ. Có đêm chúng đánh 3-4 lần, lính ta chạy ra chạy vào, đứt hết cả hơi. Có lúc chúng chỉ lẹt đẹt một vài tiếng súng, chờ mãi cũng chẳng thêm được tấn công nào. Chiến thuật này khiến cho chúng tôi mất ăn mất ngủ. Vì quân số mỏng, một nửa phải ngủ ngoài rừng để bảo vệ trục đường, nên đơn vị không thể nóng ra truy kích. Tôi đã từng đi phối thuộc với các đơn vị trong tiểu đoàn. Đi với C6 là yên tâm nhất. Lính bộ binh rất gan lì, từ cấp đại đội đến anh liên lạc đều toát lên vẻ anh dũng, không hề lo sợ khi đối mặt với quân thù. Nhưng lúc này, nhìn vào ánh mắt của các đồng đội, đã thấy sự tối tăm, bi quan. Lính tráng bài hoài tinh thần, không khí căng thẳng bao trùm khắp đơn vị. Không còn những tiếng cười nói xôn xao trong doanh trại. Thực phẩm thì mỗi ngày một cạn kiệt, chỉ còn lại nửa tải cá khô, nhung nhúc giòi. Thịt nạc xay vẫn còn vài hộp, để dành lúc có thương bệnh binh, nấu cháo. Lá rang nấu canh chua, ăn mãi cũng chán. Tôi rủ đi tẹt ra suối kiếm chất tươi cho anh em. Suối mùa này cạn khô, chờ cát, cũng chẳng có rau gì. Chúng tôi không dám đi xa, chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở địa phận giáp danh C14 và C6. Có một vũng nước dùng chung cho hai đơn vị nên không dám khoáng đục. Hai thằng đánh lững thững trở về. Đang buồn trưa nay không có gì nấu ăn, thì đột nhiên Nguyễn Hồng Trưng liên lạc C6 hô hởi đi tới. Trên tay xách một con công khá to quăng xuống nền bếp. Làm đi, chiều nay chúng ta được ăn Tết nhá. Con công đực khá đẹp, đã chết cứng, bị mất đầu và gãy một bên cánh. Tôi nhanh tay nhổ một vài cái lông đuôi để vào cái ba lô trang trí. Các lính cũng xúm vào vặt. Chỉ một loáng, bộ lông đuôi trụi thủi lụi. Hóa ra con công này chết mìn tối hôm qua. Cái bãi mìn này
một mình thằng Trưng tự cài. Không có ai dám ra hướng đó, chỉ có nó và tôi biết đường vào. Trưng rất tâm đắc với trận địa này, trận địa của riêng nó. Địch cũng đã từng mất mạng vài thằng, mà đơn vị cũng được ăn thú rừng đều đều. Trưng thường nói đùa với các anh lính cựu: "Các anh đừng có coi thường thằng lính liên lạc này nhá. Chắc gì các anh đã diệt được nhiều địch hơn em. Nếu được phong anh hùng, có khi em nhận danh hiệu trước các anh đó nha." Trưng tương đối đẹp trai, người cao giáo, tính tình thì ngang tàn, ăn nói dứt khoát, rất bản lĩnh đàn ông. Không như liên lạc, khác trắng trẻo, nhỏ bé, lễ phép. Trưng truyền đạt mệnh lệnh cho các trung đội rất rõ ràng và có phần uy lực. Nếu được làm lính bộ binh, thì đây cũng là một chiến sĩ chỉ huy cực kỳ gan lì, rất đỗi thông minh. Tôi rất thích tính cách của Trưng. Anh em trong đơn vị cũng rất yêu quý Trưng. Các cuộc liên hoan ngầm ở các B đều thấy Trưng có mặt. Buổi chiều xuống, không còn bóng nắng chói chang, chúng tôi tụ tập giữa sân đại đội. Một nồi quân dụng miếng thịt công được anh nuôi khiêng ra. Lính tráng mỗi người một góc, vai vẫn đeo súng, xì sụp, húp, miệng khen tấm tắc. Một nồi miến không bao giờ quên, một cái Tết muộn của lính bộ binh C6. Tuy không gia vị, không hành ngò, chỉ cho thêm nấm mọc nhĩ tươi, vừa nhặt ở mấy khúc gỗ kẻ hầm. Vị ngọt của thịt công thấm mãi trong lòng tôi. Cho đến già, tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy. Đứng nhìn mọi người ăn ngon lành, mà ánh mắt anh Trưng tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ nó đang thầm ước. Ước gì ngày mai sẽ có những con thú lớn hơn bị vướng mìn của nó, để rồi mang về tầm bổ cho anh em. Có thêm sức khỏe dồi dào, sẵn sàng cầm cự chiến đấu lâu dài trong vòng vây của địch. Đêm hôm sau, chẳng thấy địch quấy nhiễu, mãi đến 4 giờ sáng mới có một tiếng nổ lạc lõng trong bãi mìn. Thằng Đi nhỏm dậy reo to: "Lại sắp có chất tươi chấm răng rồi, Đồng Hương ơi." Tất cả anh em trong đơn vị khấp khởi chờ đợi. Sáng ra, Trưng đã nai nịt gọn gàng, miệng cười rạng rỡ, nói tếu với anh nuôi sánh điếc: "Chờ nha, anh sang chuẩn bị đun nồi nước, con này chắc to lắm đây." "Hả? Mày nói cái gì?" Tất cả cùng cười rồ lên. Sành điếc ngơ ngác rồi cũng toe toét cười. Anh Lánh đại đội phó lóc cóc đuổi theo Trưng, vừa chạy vừa gọi: "Cho anh đi với, tiện thể anh xem lại cái bãi mìn, còn bổ sung thêm." Anh Bùi Văn Lánh trước kia là lính C-15 công binh E-29, biết rất nhiều về cách bố phòng mìn. Anh vừa lên tháng trước nhận chức đại đội phó C-6. Anh là người dân tộc Mường, quê ở Hòa Bình, dáng người đậm chắc. Tôi chưa từng đi cùng anh ngày nào, nhưng các lính C-6 nói anh chỉ huy rất được. Đám lính dõi theo cho đến khi hai người đi khuất dạng cây. Hai anh nuôi hỉ hụi đun một xong nước to. Chưa kịp sôi thì bỗng nhiên một tiếng nổ khô khốc trong bãi mìn. Tiếng mìn QK5, mìn của ta. Tất cả ngây người chết lặng. Tôi và anh Than đại trưởng cùng mấy lính bộ binh lao về hướng bãi mìn. Một tiếng nổ rắn đanh, lần này là tiếng mìn KP2 của địch. Anh Than khựng chân lại như bị vướng mìn. "Trưng ơi, Lánh ơi, các em ơi." Anh gào lên trong nước mắt. Tôi lao lên kéo áo anh Than. "Anh bình tĩnh đi anh Than, sắp vào bãi mìn rồi, để em biết lối này." Tôi đi theo những cọc tiêu bí mật mà Trưng đã chỉ cho tôi. Qua khoảng rừng xanh đến bãi cỏ tranh đã cháy đen hết gốc. Nhìn thấy anh Lánh đang ôm chặt ống đồng, máu loang trên mặt, đầy tàn tro bụi. Trưng nằm sấp bất động bên cạnh con mang đã chết. Anh Lánh vừa rên vừa kêu trong cơn đau: "Cẩn thận, nó mìn của địch gài, nhìn cho thật kỹ rồi vào." Tôi dò từng bước dẫn đội hình cõng anh Lánh và Trưng ra khỏi bãi mìn, không thèm để ý đến con mang. Lúc này không còn ham muốn gì nữa. Theo lời anh Lánh kể, trước lúc hấp hối, bọn địch đã chui vào bãi mìn. Chúng tháo mìn QK5 gài lại trong lối mòn của ta hay đi. Chúng còn gài thêm một cơ số mìn KP2 và đặt con mang đã chết làm mồi nhử. Trước khi hy sinh, Trưng còn ngăn cho anh Lánh bước vào, sợ anh vào bãi mìn lại vướng mìn như nó. Anh cố tiến đến để cứu Trưng, nhưng vì quá căng thẳng nên anh vướng tiếp quả mìn thứ hai. Đưa hai người về doanh trại, nồi nước Trưng dặn đun sẵn giờ đây lại trở thành nồi nước tắm rửa cho nó. Anh Đức y tá Garo cấp cứu cho anh Lánh, nhưng do vết thương quá nặng, đến tối thì anh Lánh cũng chút hơi thở cuối cùng. Chúng tôi càng trở nên u uất, không ai nói với ai câu nào.
không khí tang tóc bao trùm đơn vị. Đến nửa đêm, chúng lại tập kích vào đơn vị. Mặc kệ, chúng tôi chẳng thèm đả động, nổ súng chán rồi cũng thôi. Chúng đâu có dám tiến vào, mặt đối mặt với lính chúng tôi. Hôm sau, tôi dẫn đường, khiêng hai ca tử về tiểu đoàn. Qua đồi tròn, nhìn về bãi mìn, vẫn thấy con mang nằm đấy. Trên trời cao, từng đàn kền kền bay lượn giữa không trung. Chúng đã đánh hơi thấy mùi xác chết. Vừa đưa xác anh Lánh và Trưng xuống nghĩa trang tiểu đoàn, ngày sáng hôm sau, một tân binh bên trung đội anh Năm Cúc khi đi tuần tra đồi tròn lại vướng mìn. Nhìn những tân binh vừa bổ sung và C6 thật đáng thương. Các lính nhập ngũ năm 80 tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng vẫn còn trẻ măng, có người mới rời ghế nhà trường, còn chưa biết lo cho bản thân. Khi ở nhà cha mẹ chăm bẵm từng miếng ăn, giấc ngủ. Tuổi 18 đôi mươi mới tập tuệ yêu đương, cầm tay con gái còn ngượng ngùng. Thế mà chưa đủ 3 tháng quân trường, quân trang còn thơm mùi vải, đã bị quăng vào nơi ác liệt nhất của chiến trường. Các em như một đàn gà con rơi vào hang rắn, tự vùng vẫy, tự sinh tồn. May cho các em còn có những đàn anh cự phách, những người lính chủ công biết yêu thương đồng đội, nâng đỡ dẫn dắt, và dần dần các em đã trưởng thành. Người tân binh hy sinh có tên là Phúc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tôi mới biết tên em nhưng chưa hề biết mặt. Chỉ có những hình ảnh duy nhất mà tôi biết, đó là một cánh võng bê bết máu được đóng cọc treo tạm trước cửa hầm trung đội 5. Có lẽ khi mới sinh, cha mẹ đặt tên em là Phúc, muốn có con sống cuộc đời lương thiện, không làm điều ác và mong muốn con mình gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Nhưng đau đớn thay, qua đồi tròn, người em tên Phúc đã gặp họa. Một trái mìn KP-2 của địch tiện đứt đôi chân, chặt đứt niềm hy vọng của gia đình. Trung đội của anh Cúc nằm ở hướng đồi tròn. Mùa khô bãi cỏ tranh trước mặt trung đội bị đốt trụi. Đứng từ ngoài rừng khộp, xa xa hoặc đứng trên đồi tròn, có thể nhìn thấy công sự và hàng rào chống B-40. Bởi vậy chúng lấy B-5 làm vật chuẩn để câu pháo cối vào. Nên lính tráng trong trung đội hàng đêm phải lót sạp xuống giao thông hào ngụ để tiện cho việc tác chiến nếu địch có tập kích hoặc tấn công. Có lần tiết trung đội phó, người Quy Nhơn kể với tôi rằng đêm 30 Tết đẩy lui từng đợt tấn công của địch. Khi ngất tiếng súng, chúng tôi ngủ ngay dưới hào. Đang nằm, một con rắn hổ mang to bằng cổ chân rơi ngay xuống hào, phun nọc phì phì. May mà tất cả đều mắc màn, nó chạy loang ngoang bên rìa thành sạp nên không có đường lên. Chúng tôi xua ra ngoài xa, dùng báng súng đập chết. Nhìn con rắn hãi hơn cả gặp địch, đồng hương ạ. Nghe câu chuyện mà tôi rùng rợn cả người. Từ đó mỗi lần đi gác ngoài giao thông hào, tôi lại phải nhìn dưới chân xem có cái gì uốn éo không. Tôi vốn là người rất sợ rắn. Không cứ gì tân binh, các lính cựu trong đại đội cũng đã có biểu hiện nao núng. Đã một tuần lễ kể từ khi địch đánh chiều hôm 30 Tết, thêm số lượng hy sinh tăng dần. Đêm nằm chờ giặc, nghĩ lại hôm nay mình sống, ngày mai sẽ ra sao. Nhìn những cặp mắt hốc hác, ăn uống thiếu thốn, giấc ngủ không trọn vẹn. Trong tôi thầm nghĩ, lính tráng tinh thần bạc nhược như vậy, chỉ cần một trận như chiều 30 Tết thôi, chắc gì đã trụ nổi. Nghe nói dưới tiểu đoàn cũng bị địch đánh mạnh. C5 và C7 hy sinh nhiều, đã có một số lính đảo ngũ. Trên này chỉ có hai đơn vị bé nhỏ, làm sao mà chống đỡ nổi. Một buổi chiều tôi vừa đi tắm về, gặp 3-4 lính lúi húi xem tấm bản đồ của tôi, chỉ trỏ như những nhà tham mưu quân sự. Chẳng hiểu mấy lính này có biết đọc bản đồ không, nhưng có vẻ đăm chiêu lắm. Tôi liền hỏi, làm gì đấy? Bản đồ tôi cất trong ba lô, ai lại lấy ra? Thằng đi tẹt anh nuôi thú nhận. Tôi mượn xem tí đồng hương ạ. Có nhìn vào đó thì cũng như bức tường, không có nghiệp vụ sao biết được. Có thể các lính cũng đang tìm đường chạy nếu địch tấn công mạnh. Từ đó tôi rất cảnh giác, ngoài khẩu AK đấu đuôi hai băng đạn, tấm bản đồ và địa bàn luôn luôn để bên người, kể cả lúc đi ngủ cũng không hề rời. Mặc dù chỉ huy đại đội không nói về phương án rút lui, nhưng trong đầu tôi cũng vạch ra những kế hoạch cụ thể. Chỉ chờ ban chỉ huy tiểu đoàn phát lệnh là cuốn gói. Vài ngày sau, chúng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng súng bắn dữ dội ở phía bắc đơn vị, cách đơn vị khoảng 2 cây số, cả tiếng đại bác B-40, B-41 và M-79, giống như một trận tập kích hùng hậu rót vào đối phương. Gọi điện hỏi các đơn vị đều không rõ.
đêm sau cũng vậy, đêm sau nữa lại càng xa. Thì ra lũ này cũng biết cách lập những trận địa đánh giả để báo công với cấp trên. Chúng cũng sợ chết, không dám đối đầu với bộ binh Việt Nam. Chúng rút hết đạn dược, tạo ra tiếng nổ để cấp trên biết rằng chúng đang chiến đấu, rồi cũng rút êm về biên giới an toàn. Thế rồi một ngày đẹp trời, tôi cho là đẹp nhất trong những ngày u ám của vùng An Long Veng này. Một đại đội của D7 tiến vào doanh trại, vừa cõng hàng cho C6, vừa hỗ trợ chiến đấu cùng đơn vị chúng tôi. Lính tráng lại vui như Tết vì có quà, có thư nhà, có thuốc lá hoa mai, bánh mứt kẹo bày ra. Lại kể chuyện chiến đấu, kể chuyện tiếu lâm, kể chuyện gái gú. Căn hầm phối thuộc tối nay rôm rả hẳn lên, chúng tôi lại thêm hai trinh sát D7 người Đà Nẵng. Điều đặc biệt là có hai thông tin D7 lại là hai đồng hương cùng ngày nhập ngũ với tôi. Câu chuyện dâm gian cả đêm. Xa xa rộ lên trận tập kích giả của địch. Lính D7 ngơ ngác hỏi: "Ờ, địch đánh đơn vị nào vậy anh?" "Chúng đánh đấm gì đâu, chó cắn ma đó mà. Thôi, cứ mặc kệ chúng đi, các đồng hương ạ."